Chị dâu, chúc mừng mang thai. Tiểu Tây, A Trạch, cảm ơn các cậu dù bận rộn vẫn đến thăm tôi. Họ đối xử tốt với em là điều nên làm. Trời ơi, nhanh nhìn kìa, đó chính là vị đại gia mới nổi ngàn tỷ, phu nhân của Lâm Tư Ngôn, Thẩm Gia Ninh, ngôi sao đầu bảng giới giải trí Lâm Trạch, là em chồng của cô ấy. Nổi tiếng là người cuồng chiều chị dâu, người trẻ nhất đạt giải Nobel trong giới nghiên cứu, lạnh lùng như Lâm Tây cũng chỉ dịu dàng với cô ấy. Năm trước bố thiên vị, đã đưa hôn ước hào môn vốn thuộc về tôi, cho em gái kế, còn tôi bị ép phải gả cho. Lâm Tư Ngôn nghèo khổ bần cùng. Thẩm Gia Ninh, mẹ cô là vợ cả thì sao chứ? Bố vẫn yêu tôi hơn. Cô cứ lấy anh chàng làm công này, mà sống cả đời đi. Còn phải giúp anh ta nuôi hai đứa em vô dụng, ha ha ha. Không ngờ sau đó gia đình giàu có phá sản. Em gái bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Còn chàng trai nghèo bị mọi người coi thường. Lại bất ngờ trở mình, trở thành người mới giàu được mọi người kính nể. Mọi người đều ghen tị với số phận may mắn của tôi, nhưng họ sẽ không bao giờ biết tôi đã sống một cuộc sống phi nhân đạo như thế nào ở gia đình Lâm. Lâm Trạch, anh điên rồi, tôi là chị dâu của anh. Cô cứ ngoan ngoãn theo ông chủ Vương đi. Như vậy hợp tác giữa anh trai tôi và ông chủ Vương mới vững chắc được. Anh buông tôi ra. Chúc hai người chơi vui vẻ. Thẩm Gia Ninh, chết đi cho tôi. Thẩm Kiều Kiều, cô định làm gì? Tại sao cô luôn có số mệnh tốt như vậy? Tại sao cô có thể tận hưởng vinh hoa phú quý? Còn tôi thì không có gì cả. Cô nên chết đi. Chết đi. Chết đi. Những ngày tốt đẹp chỉ có thể là của tôi. Những ngày tháng đẹp đẽ bên ngoài nhưng mục nát bên trong. Tôi đã sớm chán ngấy rồi. Gia đình. Trong bụng còn có con nữa. Lâm Tư Ngôn. Kiếp sau. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Đứa bé không còn nữa. Đồ hỗn láo, con là con gái của ta, con phải gả cho ai? Phong bì đỏ này, chứa thư cầu hôn từ nhà họ Cố, đứng đầu ba gia đình lớn ở Vân Châu. Đây là hôn ước ông nội con đã định cho con năm xưa, nhưng con là chị nên nhường những điều tốt cho em gái. Phong bì màu xanh này là từ nhà họ Lâm ở Biên Thành gửi đến. Tôi đã tái sinh trở về ngày định hôn sự. Gia đình à, dù Lâm Tư Ngôn hiện giờ không có tiền, nhưng cô ấy thật thà chất phác, khôi ngô tuấn tú. Con gả qua đó đi, sẽ không thiệt thòi đâu. Nếu dì Lưu thấy tốt thì dì đi gả đi. Thẩm Gia Linh, con nói gì thế? Con đừng quên, công ty công nghệ mẹ con để lại vẫn còn trong tay tôi. Nếu con không ngoan ngoãn gả vào nhà họ Lâm, tôi có thể bán nó bất cứ lúc nào. Hừ, kiếp trước đã dùng cái này để uy hiếp tôi, lần này sẽ không để ông dắt mũi nữa. Được, con chọn. Bố mẹ Lâm Tư Ngôn, con sẽ lấy chồng. Kiều Kiều, con điên rồi. Mẹ đã rất khó khăn mới thuyết phục được bố để đổi cuộc hôn nhân với nhà Cố vào. Nhà họ Cố là gì? Sớm muộn gì cũng phá sản. Cả đời này của tôi chính là muốn lấy Lâm Tư Ngôn. Kiếp trước cô ấy thả chết cũng muốn gả vào hào môn, hiện tại lại lựa chọn Lâm Tư Ngôn nghèo rớt mồng tơi. Chẳng lẽ cô ấy cũng tái sinh rồi? Kiều Kiều không được làm loạn. Bố của Lâm Tư Ngôn đã mất, ở nhà còn lại một người mẹ trung hoa, còn có hai đứa em trai phiền phức, bản thân chỉ là một lập trình viên, lương vài ngàn, con lấy anh ta làm gì? Con chẳng quan tâm đến những thứ đó.
chị sẽ nhường lại cho con mà. Phải không? Tất nhiên. Không đâu. Cô, thực ra tôi đối với Lâm Tư Ngôn không có hứng thú gì. Nhưng nhìn em gái như thế này, không lấy ai khác ngoài anh ấy, tôi thật muốn xem. Lâm Tư Ngôn có thật sự có gì đặc biệt hơn người không? Biết đâu sau này tiền đồ vô hạn thì sao? Được rồi, Kiều Kiều. Vì chị của con đã chọn nhà họ Lâm, nên con hãy an tâm về làm dâu nhà họ Cố. Nhà họ Cố này là gia tộc hàng đầu ở Vân Châu. Cố Cẩn Thành lại càng là người trẻ tuổi tài cao. Mẹ biết gì mà nói. Con nhất định phải có được Lâm Tư Ngôn. Thiếu gia, thư hôn nhân từ nhà Thẩm đã được gửi đến. Chỉ là... Nói. Chỉ là hai tiểu thư nhà Thẩm, hình như đều không chọn ngài. Họ tranh nhau muốn gả cho một lập trình viên. Cái gì? Gì cơ? Cậu nói lại một lần nữa. Hai tiểu thư nhà Thẩm đều tranh nhau muốn gả vào nhà chúng ta đấy. Sao có thể như vậy được? Hoàn toàn chính xác mà. Đại ca, bây giờ anh chỉ cần cân nhắc đại tiểu thư và nhị tiểu thư nhà họ Thẩm. Anh muốn chọn ai làm chị dâu của chúng ta? Không phải An Ninh, cô đường đường là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, thật sự muốn gả cho một chàng trai nghèo bình thường. Tất nhiên là không rồi, nhưng cả Vân Châu đều đồn đại. Nói rằng bạn và Thẩm Kiều Kiều giành đàn ông, tranh nhau để cưới một lập trình viên vừa nghèo vừa bình thường. Nếu tôi không tranh với cô ta như thế, thì làm sao có thể cắn được một miếng thịt của cô ta chứ? Nói đi Thẩm Gia Ninh, rốt cuộc thì làm thế nào để chị nhường Lâm Tư Ngôn cho em đây? Đây là thái độ em nhờ người khác giúp đó à? Trước đây là em sai, chị ơi. Vì tình chị em ruột thịt của chúng ta. Hả? Đừng có lôi vào. Ai là chị em ruột với em chứ? Thẩm Kiều Kiều. Toàn bộ Vân Châu ai mà chẳng biết. Cô là con rơi không thể lộ mặt. An Ninh mới là đại tiểu thư thực sự. Đây là tiền riêng mà tôi đã tiết kiệm được mấy năm nay. Tổng cộng là 1 triệu. Chỉ cần chị nhường Lâm Tư Ngôn cho tôi. 1 triệu này sẽ là của chị. Hóa ra thành ý của em gái chỉ đáng giá có 1 triệu. Sao tôi nghe nói? Dì Liễu đã sớm giao quỹ riêng của bà ấy cho cô rồi. Mà còn những 5 triệu đó. 5 triệu thật là nhiều. Coi thiếu gia nhà chúng ta là gì chứ? Thẩm Gia Ninh đừng quá đáng. Không muốn thì thôi. Đi. Đứng lại. Không phải chỉ cần tiền sao? Alibay đã nhận được 6 triệu nhân dân tệ. Đã em gái thành tâm như vậy, thì chị sẽ nhường cho em. Phẩm Gia Ninh, đợi tôi trở thành người được chú ý nhất, phu nhân của một đại gia tỷ đô, có ngày cô khóc lóc cầu xin tôi. Thẩm Kiều Kiều, đã cô muốn lặp lại bi kịch kiếp trước của tôi, thì đừng có hối hận. Nhà họ Cố giàu có quả nhiên hào phóng. Bộ đồ này của Thẩm Gia Ninh ít nhất đáng giá hàng triệu. Bộ đồ của Thẩm Kiều Kiều sợ rằng không đáng nổi 1.000 đồng. Thật là keo kiệt. Con gái của Tiểu Tam sao có thể so được với tiểu thư chính thất sinh ra chứ? Nghe nói chị dâu Cố Cẩn Thành ở Vân Châu nổi tiếng lạnh lùng vô tình. Chị dâu gả qua đó cẩn thận sống cô đơn ấy. Em gái không cần lo lắng. Tôi sẽ sống cuộc sống quý bà hào môn sau này. Có sức lực này, thà suy nghĩ kỹ càng. Cô mất của hồi môn, ngày tháng sau này sẽ sống ra sao? Phẩm Gia Ninh, đừng tưởng rằng cô lấy 6 triệu của tôi là ghê gớm lắm. Bên cạnh Cố Cẩn Thành có vô số phụ nữ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ trở thành người điên trong bệnh viện tâm thần. Còn tôi sẽ trở thành phu nhân được đại gia ngàn tỷ cương triều. Hai vị phò mã đến đón dâu rồi.
Thưa nhạc phụ, con rể đến đón dâu đây. Hôm nay, tôi chính thức giao hai con gái cho các con. Chúc các con mãi mãi đồng tâm, bạc đầu dài lão. Giờ lành đã đến, tân nương xuất giá. Hóa ra đây chính là Cố Cẩn Thành, trông còn đẹp hơn Lâm Tư Ngôn nhiều. Trăm năm hòa hợp. Đúng là nhà họ Cố, quà tặng khách cũng vài nghìn mỗi phần, mệnh của Thẩm Gia Ninh thật tốt. Nhà họ Lâm đừng nói đến quà tặng, xe đón dâu cũng là xe điện. Thật sự là trò cười. Những kẻ nông cạn tầm thường, cứ đợi mà xem, sớm muộn gì cũng tát vào mặt các người. Kiều Kiều, không ngờ tôi tay trắng, em vẫn chọn lấy tôi. Tôi thề sẽ yêu em thật tốt. Kiếp trước tôi lấy Cố Cẩn Thành, không ngờ anh ấy vì Bạch Nguyệt Quang, vậy mà lại bỏ tôi đi trong đêm tân hôn, khiến tôi trở thành trò cười. Kiếp này đổi lại để Thẩm Gia Ninh cưới anh ta, tôi muốn xem cô sẽ bị người ta cười nhạo thế nào khi mất mặt. Cố Cẩn Thành, Thẩm Gia Ninh, tôi có thể cho cô làm phu nhân hào môn nhà họ Cố, danh phận và vinh quang. Nhưng hãy nhớ, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về cô. Ví dụ như, tình yêu của tôi, thiếu gia, không hay rồi. Cô Lục ở căn hộ, đột nhiên bị có thắt dạ dày ngất xỉu. Khoan đã, cô muốn ngăn tôi? Tất nhiên là không. Chỉ là thông tin của trợ lý anh bị chậm trễ. Không tin thì anh có thể gọi điện ngay bây giờ, hỏi người giúp việc. Cô Lục có lẽ đã được đưa đến bệnh viện. Alo, Khả Vân thế nào rồi? Biết rồi, cô ở lại chăm sóc cô ấy đi. Người giúp việc nói may mà bệnh viện đến kịp thời. Có Vân không có vấn đề gì lớn, nhưng sao cô biết được? Nghe nói đã lâu rồi, cô thiếu gia có một ánh trăng dịu dàng yếu ớt. Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, chắc hẳn cô Lục sẽ không vui. Vì vậy tôi đã sớm để bác sĩ và y tá trực bên ngoài căn hộ, phòng khi cô ấy đột nhiên phát bệnh. Tối nay phải ở lại với tôi. Thả ra. Sao? Chẳng lẽ truyền thuyết cô thiếu anh Minh Thần Vũ không được? Vẫn là. Anh không có à? Phẩm Gia Ninh. Cô thiếu, cuối cùng cũng muốn bắt đầu thể hiện sự nam tính của anh rồi sao? Tôi nói cho cô biết, đừng thách thức giới hạn của tôi. Tôi biết anh không thích tôi, kết hôn với tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Anh đã cho tôi vinh quang của một phụ nữ giàu có, tôi đã hoàn thành nghĩa vụ với gia đình Thẩm của anh. Giữa chúng ta rất công bằng. Còn về tình yêu của anh yên tâm, tôi tuyệt đối không mơ tưởng, phụ nữ mà. Không cần tìm đàn ông yêu, cuộc sống mới vui vẻ. Đi rồi, tôi đi phòng khách ngủ. Muốn nắm bắt một người đàn ông, tuyệt đối không thể luôn luôn chiều chuộng và lấy lòng. Sự khác biệt thích hợp mới khiến anh ta cảm thấy hụt hẫng. Thẩm Kiều Kiều, tôi rất mong chờ đêm tân hôn của cô sẽ như thế nào. Thẩm Gia Ninh, tôi có thể lạnh nhạt với cô, nhưng không có nghĩa là cô có thể coi thường thách thức giới hạn của tôi. Ngủ ở phòng khách thì ngủ ở phòng khách, tôi không tin là nửa đêm không bỏ qua đây. Anh Tư Ngôn, chúng ta có thể
Tôi sẽ ngủ ở phòng khách. Lâm Tư Ngôn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi có điểm nào không bằng Thẩm Gia Ninh? Tôi không đủ quyến rũ sao? Tôi không đủ đẹp. Không thể nào. Vẫn là Lâm Tư Ngôn không được. Mẹ, mời uống trà. Ừ. Ngoan. Kiều Kiều à, đây là tiền đổi bọn cho con. 100 tệ. Sao có thể đưa ra được? Nhớ lần đầu tiên mẹ của cố Cẩn Thành. Kiều Kiều, đêm qua là lỗi của Cẩn Thành. Nhưng nửa đêm con lái xe đi theo anh ấy. Đâm xe trong thành phố. Làm tất cả đều biết. Làm mất thể diện nhà họ cố chúng tôi. Trả đổi khẩu. Tôi không thể uống nổi. Kiều Kiều mau cầm lấy đi. Cảm ơn mẹ. Dù ít, nhưng vẫn tốt hơn nhà họ cố. Bà phù thủy già chỉ biết dạy dỗ tôi. Đinh Thẩm Gia Ninh. Dính phải mẹ như cố Cẩn Thành. Tôi xem cô làm sao kết thúc. Mẹ, mời uống trà. Vương gia, thiếu phu nhân, đây là bà chuẩn bị cho cô 10 vạn phí đổi lời, cùng vòng ngọc truyền đời. Nào, sau này nếu thằng nhóc này dám bắt nạt con, nói với mẹ, mẹ sẽ đứng về phía con. Mẹ, mẹ yên tâm đi, Cẩn Thành đối xử rất tốt với con. Vậy thì tốt. Mẹ à, chúng con không làm phiền mẹ nữa. Chồng à, đi thôi. Phu nhân, tại sao bà lại tốt với thiếu phu nhân như vậy? Tôi thấy thiếu gia hình như không thích cô ấy. Đối diện với khó khăn của chị Kỳ Hồng Nhan, không ồn ào không náo loạn, giải quyết ổn thỏa. Đối mặt với sự lạnh lùng của chồng, không hạ mình không kiêu ngạo, còn kịp thời đuổi đi đám ba ra di rình rập ngoài biệt thự, bảo vệ danh dự nhà họ cố chúng ta. Như thế này, hiểu lý lẽ và tầm nhìn rộng, biết chừng mực là người vợ tốt, đáng giá. Cô cứ chờ xem, Cẩn Thành sớm muộn cũng sẽ yêu cô ấy. Đừng nghĩ rằng trước mặt mẹ tôi, nói tốt cho tôi sẽ thay đổi cách nhìn về cô. Gì, ai cần anh thay đổi chứ? Tôi làm vì 10 vạn đồng của tôi. Mê tiền. A Thành. Khả Vân. A Thành, tối qua tại sao anh không đến bệnh viện thăm em? Khả Vân, tối qua anh định đi thăm em. Nhưng hôm qua bác sĩ gọi lại nói, cô Lục bị co thắt dạ dày, không phải vấn đề lớn. Chỉ là do em uống quá nhiều rượu. Tối qua là tiệc cưới của chúng ta mà. Bên ngoài biệt thự đều có ba ba Gia Di đang canh giữ. Cô Lục, nhất định phải để Cẩn Thành đến thăm cô. Có phải cô cố tình để Cẩn Thành dính vào sờ can đồ không? Khả Vân, việc gì nặng nhẹ cô nên biết. Tại sao lại tự làm hại bản thân? A Thành, tối qua tôi không như thế này. Hình như cô Lục còn muốn nói gì đó với anh. Vậy tôi không làm phiền hai người nữa. Ha ha ha, mẹ không biết đâu. Cả Vân Châu đều lan truyền. Người bạn tri kỷ của cố Cẩn Thành tìm đến nhà vào ngày thứ hai sau đám cưới. Anh ấy chạy theo cô ấy, đến nay vẫn không thấy tung tích. Mẹ nói hôm nay về nhà, Thẩm Gia Ninh còn dám đến không? Con vẫn nên lo lắng cho bản thân mình đi. Tư Ngôn dù yêu thương con, nhưng dù sao cũng quá nghèo. Con không cho anh ấy từ chức. Ôi mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm đi. Anh ấy nhất định sẽ trở lại mạnh mẽ. Bố, đây là quà cảm ơn của anh Tư Nghiên, mang đến cho bố. Đúng vậy, bố, loại rượu này mà các con cũng dám mang đến à? Các con giữ lại mà uống đi, Gia Ninh đâu rồi? Chị hôm nay có thể không về nhà. Nghe nói chị, ai nói chị không về? Gia Ninh về rồi. Cẩn Thành sao không đi cùng em? Anh ấy còn bận. Đợi một lát bận xong sẽ qua đây. Chị đừng giả vờ nữa. Ai mà không biết anh rể căn bản không quan tâm chị. Nếu không thì anh ấy cũng không để chị một mình về nhà mẹ đẻ. Ngay cả quà về nhà mẹ đẻ cũng không mang. Thật quá đáng.
Anh ấy làm như vậy, có phải muốn để người ngoài cười nhạo gia đình Thẩm chúng ta không? Bố, sao lại thế được? Quà về nhà đều do Cẩn Thành tự tay chuẩn bị. Đợi anh ấy bận xong, sẽ đích thân mang đến. Thẩm Gia Ninh tôi nói rõ ở đây rồi. Nếu như cố Cẩn Thành bằng lòng đi cùng cô về nhà tặng quà, tôi sẽ vặn đầu xuống cho cô làm ghế ngồi. Lão gia, ngoài nhà chúng ta có một đám người. Có gì mà hoảng hốt? Ngày tốt thế này, người kết hôn khắp nơi đều có. Phải. Là cố thiếu gia. Nhìn cái dáng vẻ ấp úng của anh ta là biết mà, người đến chắc chắn không phải cố Cẩn Thành. Bố, chị còn không giữ được chồng mình, chắc chắn cũng không được mẹ chồng yêu quý. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, thì mất mặt chính là nhà Thẩm của tôi. Điều này khiến em gái thất vọng rồi. Mẹ chồng tôi thích tôi làm đấy. Cô xem, đây là vòng ngọc bích chuyển đời. Bà ấy ngay ngày thứ hai sau khi kết hôn, đã tự tay đeo vào tay tôi đấy. Hơn nữa, còn đưa cho tôi 10 vạn tệ tiền đổi cách xưng hô. Em gái, em lại được mẹ chồng yêu thích như vậy. Không biết bà ấy đã cho em cái gì. Không phải chỉ là 100 tệ chứ? Không thể nào. Cái vòng tay này của cô chắc chắn là giả. Bà phù thủy giả đó không thể nào hào phóng như vậy đâu. Dám tháo ra cho mọi người xem không? Phẩm Gia Ninh, cô dám đánh tôi? Gia Ninh, chị em đùa giỡn với nhau. Sao con lại ra tay đánh em gái chứ? Thẩm Gia Ninh, con muốn tạo phản à? Bố, dì Liễu, cái tát này của chị là thay mặt cho hai vị trưởng bối mà đánh. Chiếc vòng ngọc này đại diện cho thể diện của nhà họ Cố. Nếu em gái phá hỏng nó, tức là coi thường nhà họ Cố. Điều này có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh của gia tộc. Hơn nữa, chị cả như mẹ, tôi cũng nên dạy cho em gái thế nào là quy tắc. Phẩm Gia Ninh, cô dám chiếm lợi từ tôi, xem tôi không xé xác cô. Cô là cái gì mà dám động vào người nhà Cố? Cố Cẩn Thành, sao em có thể đến được? Sau này nếu muốn dạy dỗ ai, hãy để người hầu làm là được. Nhà họ Cố nuôi bao nhiêu người, không phải để ăn không ngồi rồi. Xin lỗi mà, đã làm chồng lo lắng rồi. Sao có thể? Tại sao vậy? Điều này hoàn toàn khác với những gì tôi đã trải qua. Cô Gia Thành, anh biết rõ hôm nay là ngày tôi về nhà, thế mà anh còn ở đây quấn quýt với con tiện nhân này, anh thật không biết xấu hổ. Thẩm Kiều Kiều, nhận rõ vị trí của mình đi. Khả Vân là người của tôi, nếu cô còn dám bắt nạt cô ấy, đừng trách tôi không khách sáo với cô. Về nhà thăm bố mẹ, tôi sẽ không đi đâu. Chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Bố, đây đều là Cẩn Thành qua về thăm nhà tự tay chuẩn bị. Dự án ở Đông Cảng đó rất thích hợp để xây khu nghỉ dưỡng. Đây là tấm lòng hiếu thảo của Cẩn Thành, bố nhất định phải nhận lấy. Được rồi, Cẩn Thành à, chúng ta đều là người một nhà, con khách sáo quá rồi. Quản gia, mang cho tôi chai mô tai 50 năm mà tôi quý báu. Hôm nay tôi muốn uống cùng Cẩn Thành một ly thật tốt. Gia Ninh à, bây giờ con là thiếu phu nhân nhà Cố rồi. Sau này ra ngoài, nói năng hành động đều phải đúng mực. Phải làm cho Cảnh Thành nở mày nở mặt, biết không? Ninh Ninh thích làm gì thì cứ làm, dù có làm thủng trời, con cũng chịu trách nhiệm được. Chồng đối với em thật tốt. Chỉ là bản thân em không cố gắng. Đến cả đồ mẹ để lại cho em, công ty công nghệ cũng kinh doanh không tốt, còn bị bố thu hồi về. Bố đã nhận ra rồi chứ? Hai người họ hợp tác diễn kịch, chỉ để lừa lấy công ty công nghệ. Trước đây nghe nói vợ tôi ở nhà bị bắt nạt, tôi còn không tin. Hôm nay cô thật sự làm tôi mở rộng tầm mắt. Đây chính là sự giáo dục của em gái. Kiều Kiều, mau xin lỗi chị đi. Bố, thôi đi, con đã quen rồi. Tôi, Cố Cẩn Thành, không thể nhìn vợ tôi chịu ấm ức ở đây. Sau này cái nhà này, không về cũng được. Điều tại tôi dạy con không tốt, nương chiều Kiều Kiều quá. Kiều Kiều mau xin lỗi. Ngồi. Chồng à, Kiều Kiều cũng chỉ lo cho công ty nên mới bốc đồng, đừng giận mà. Cẩn Thành, Gia Ninh, dì thay mặt Kiều Kiều xin lỗi hai con. Xin lỗi mà có ích thì vợ tôi cần tôi làm gì nữa?
Bố nói xem, bố vợ. Là thế này, Gia Ninh à, trước đây, bố luôn nghĩ rằng con còn trẻ, sợ con bị người xấu lừa. Vì vậy ba đã quản lý thay con. Bây giờ con đã có cẩn thận, bố cũng yên tâm rồi. Từ hôm nay, công ty này giao lại cho con quản lý. Bố, dựa vào cái gì? Bố đã hứa sẽ giao công ty cho con. Im miệng. Đồ vô dụng này. Con xứng đáng quản lý công ty sao? Kiều Kiều. Phẩm Gia Ninh. Rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì? Lừa cố Cẩn Thành đi cùng chị về nhà, đi cùng chị tặng quà. Dựa vào đâu? Thẩm Kiều Kiều. Phát điên gì vậy? Đừng gây chuyện. Anh Tư Ngôn. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Anh không nên như vậy. Tránh ra. Mọi người có gì thì cứ nhằm vào tôi. An Ninh là vợ tôi. Dù đúng hay sai, tôi cũng không thể để cô ấy chịu bất kỳ ấm ức nào. Tại sao? Tại sao anh lại giúp cô ấy? Anh nên dù thế nào cũng phải đứng về phía em. Cô thiếu Gia Ninh. Kiều Kiều tối qua không nghỉ ngơi tốt, tình trạng không tốt. Tôi thay mặt cô ấy, xin lỗi các người, xin lỗi. Quản lý tốt người của mình đi, nếu lần sau còn dám bắt nạt vợ tôi sẽ khiến nhà họ Lâm hoàn toàn biến mất. Ây đừng đừng đừng, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Cẩn Thành à, người một nhà mà, chẳng có thù oán gì qua đêm. Này, đây là đặc biệt chuẩn bị cho cậu. Ách Hoàng Đế New Zealand. Hương vị rất ngon đó. Kiều Kiều. Anh làm vậy cũng là vì tốt cho em. Nhớ chọc giận cố Cẩn Thành, liên lưu đến bố mẹ thì sao? Biết ngay anh không nỡ giận em mà. Là em đã hiểu lầm anh rồi. Bố, chẳng phải đã bảo con, anh Tư Ngôn có thích ăn tôm hùm Úc không? Sao không chuẩn bị vậy? Tôm hùm Úc đắt lắm. Hai người ăn vài miếng là được rồi mà. Nào Cẩn Thành, nào nào nào. Chúng ta uống thêm ly nữa. Anh ta, cố Cẩn Thành không phải dựa vào nhà họ cố sao? Có gì ghê gớm đâu. Anh Tư Ngôn, tập đoàn cố thị luôn muốn chinh phục công nghệ AVIC. Nếu anh có thể đạt được đột phá trong dự án này, thì tương lai anh sẽ là người số một thế giới. Đâu có dễ vậy. Huống chi tôi vẫn đang làm thuê cho người khác. Tôi đã mượn mẹ tôi một khoản tiền, đủ để làm vốn khởi nghiệp cho việc từ chức để kinh doanh của anh rồi. Anh chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu, mọi chuyện khác để em lo. Chẳng lẽ anh muốn bị người khác xem thường cả đời sao? Anh phải tin vào bản thân, nhất định có thể thành công. Hừ, trong dự án này, bao nhiêu công ty hàng đầu thế giới đều đã thất bại nặng nề. Chỉ dựa vào một lập trình viên nhỏ bé như cậu, cậu vẫn nên làm tốt công việc 996 của mình đi. Đừng mơ giữa ba ngày. Bố, sao bố có thể nói anh Tư Ngôn như vậy chứ? Bố vợ, trước khi gia đình tôi sa sút, tôi luôn ở nước ngoài, học từ giáo sư Đức Mạn, chuyên về lĩnh vực trận. Mặc dù là thử thách lớn nhất của dự án này, nhưng tôi tin rằng chỉ cần có giáo sư Đức Mạn, chắc chắn có thể phá giải. Tôi sẵn sàng dốc toàn lực, mời ông ấy ra chỉ điểm đôi điều. Theo tôi được biết, giáo sư Đức Mạn này đã ẩn cư nhiều năm, tính khí kỳ quặc. Có bao nhiêu người sẵn sàng bỏ ra vài chục triệu đô la để mời ông ấy ra mặt? Ông ấy thậm chí không gặp mặt, dựa vào cậu mà cũng muốn mời ông ấy ra mặt. Sợ rằng không dễ đâu. Tất nhiên là không dễ, đặc biệt là đối với những người dễ dàng từ bỏ ước mơ. Giáo sư còn khinh thường không kịp nữa là. Ý cô là gì? Không có ý gì cả, chỉ là hơi tò mò. Em rể đã là học trò giỏi của giáo sư Đức Mạn, vậy sao lại rơi vào cảnh bây giờ một tháng chỉ mấy ngàn? Làm một lập trình viên cấp thấp như vậy, tôi là vì gia đình suy sụp, vì vậy không có tiền để tiếp tục học sâu hơn, mới từ bỏ việc học thạc sĩ, chọn trở về nước kiếm tiền, chỉ để duy trì cuộc sống, phải không? Vậy sao tôi nghe nói em rể đã trước khi gia đình sa sút cãi nhau lớn với giáo sư Đức Mạn, đường ai nấy đi. Sợ rằng không phải vì chê nghiên cứu khoa học khó khăn và nhàm chán, chẳng bằng về nước cho thoải mái hơn. Vô căn cứ, tôi và giáo sư Đức Mạn có quan hệ rất tốt, chỉ là có bất đồng trong học thuật. Ồ, vậy có vẻ như tôi đã hiểu lầm em gì rồi. Phẩm Gia Ninh, anh Tư Ngôn chỉ vì cuộc sống mưu sinh nên mới tạm thời từ bỏ ước mơ. Dựa vào gì mà nghi ngờ anh ấy? Chị đang chứng minh cho em gì mà. Dù sao thì giáo sư Đức Mạn rất khó mời, không phải ai cũng có thể mời được. Giáo sư Đức Mạn nào? Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Ra vẻ ta đây. Anh Tư Ngôn, dù anh không dựa vào ai, cũng nhất định có thể thành công. Vậy thì chị chúc mừng em trước. Sắp trở thành phu nhân tổng tài,
Đến lúc đó đừng quên mời chị và chồng uống rượu mừng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ tự tay ném bó hoa vào mặt của chị. Kiếp trước nếu không có, tôi quỳ dưới mưa 3 ngày 3 đêm thay cho Lâm Tư Ngôn, cầu xin giáo sư Đức Mạn tha thứ. Anh ta làm sao có được những vinh quang đó? Tiếc rằng những điều này, Thẩm Kiều Kiều, cô mãi mãi không thể làm được. Thẩm Kiều Kiều, từ giờ cô có thể đừng nói lung tung ở bên ngoài nữa không? Tôi nói sai gì chứ? Đức Lỗ Mạn đó, chẳng phải chỉ biết làm mấy nghiên cứu vớ vẩn sao, bày trò gì mà chảnh thế. Sau này anh sẽ là tổng tài nghìn tỷ. Ông ta nào xứng chỉ đạo anh chứ? Tổng tài nghìn tỷ gì chứ? Cô hiểu gì đâu. Giáo sư Đức Mạn là người đầu tiên trong lĩnh vực đạt giải Nobel. 7 tổng thống quốc gia đều đích thân tiếp đãi ông ấy. Cô ăn nói không giữ ý để người ngoài nghe thấy. Tôi mất mặt vì cô rồi. Chồng ơi, em sai rồi. Sau này em sẽ không nói bừa nữa đâu. Tha lỗi cho em nhé. Tha lỗi cho em được không? Xin lỗi. Anh không kiềm chế được tính khí. Cảm ơn em, Kiều Kiều. Có em bên cạnh thật tốt. Anh nhất định sẽ nỗ lực mời giáo sư Đức Mạn. Sẽ không làm em thất vọng đâu. Kiếp trước em cũng chưa từng nghe nói mời ông ấy, giáo sư Đức Mạn đến chỉ dẫn. Không phải cũng tự mình đã vượt qua công nghệ Spix sao? Rốt cuộc là có vấn đề gì? Cố Cẩn Thành hôm nay diễn xuất khá đấy. Thật làm tôi nở mày nở mặt. Cần đến tôi thì gọi là chồng, không cần nữa thì gọi Cố Cẩn Thành. Thẩm Gia Ninh tốc độ thay đổi nét mặt của cô có thể đi đăng ký kỷ lục thế giới Guinness rồi. Đừng có nhỏ mọn thế chứ. Tôi không phải đang khen anh sao? Công ty công nghệ của cô, tôi đã giúp cô lấy lại rồi. Bây giờ có phải là nên nói về thứ mà tôi muốn không? Làm sao anh biết chuyện của giáo sư Đức Mạn? Và làm sao cô chắc chắn rằng tôi nhất định sẽ cùng cô về nhà? Cô đến làm gì? Sao căng thẳng thế? Tôi đâu có đến để bắt gian. Tôi đến để đưa cho cô Lục một ít thực phẩm bổ dưỡng. Phẩm Gia Ninh, rốt cuộc cô đang giở trò gì? Chồng ơi, thái độ của anh thật khiến người ta đau lòng đấy. Được thôi, vậy tôi nhân tiện bàn chuyện làm ăn với anh nhé. Tôi nghe nói tập đoàn Cố Thị luôn muốn chinh phục công nghệ Ampic. Tôi có cách, mời giáo sư Đức Mạn ra mặt. Không biết anh có hứng thú không? Phẩm Gia Ninh, mạng lưới thông tin của cô thật sự rất nhạy bén. Dù sao thì bây giờ chúng ta vinh quang cùng hưởng, họa cùng chịu, phải không? Chồng à, em chỉ muốn nói với anh, có lẽ giữa chúng ta có thể hợp tác cùng tồn tại. Ngày mai là tiệc hồi môn, nhớ mang theo thành ý của anh nhé. Cô Lục, tạm biệt. Chúc hai vị dùng bữa vui vẻ. Ôi người, tôi khinh. Nói đi, làm sao cô chắc chắn? Tôi nhất định sẽ cùng cô về nhà. Giáo sư Đức Mạn là người có uy tín trong ngành học. Theo tôi được biết, trong năm qua, anh đã mời anh ấy không dưới hàng trăm lần. Vì vậy anh sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể thành công. Dù có nghĩ rằng tôi đang lừa anh cũng sẽ sẵn lòng đánh cược một phen. Bạn vì điều tra tôi đã phải bỏ ra khá nhiều công sức.
Nhưng tôi tò mò hơn là cô dường như chắc chắn hơn Lâm Tư Ngôn sẽ không thành công trong việc chinh phục công nghệ khác. Lâm Tư Ngôn mà cũng có chút thông minh, nhưng mà anh ta thiếu sự kiên trì, lại thích ăn may, cần có người giám sát anh ta và giúp anh ta lo liệu gia đình, nếu không thì rất khó thành công. Dường như cô rất hiểu người em rể này của cô, giữa cô và Lâm Tư Ngôn có bí mật. Anh biết đấy mà, lúc đó em gái tôi, cô chấp muốn lấy anh ấy. Tôi đương nhiên phải điều tra rõ ràng về anh ta, điều tra rõ ràng. Hơn nữa, anh ta dù sao cũng là một công tử nhà giàu. Nếu một ngày nào đó anh ta phục hồi lại, chắc chắn sẽ trở thành đối thủ của anh. Làm sao mà tôi có thể để anh ta cướp mất ánh hào quang của chồng tôi sao? Nhưng lúc đó, cô đâu có thế này đâu. Nếu không phải Thẩm Kiều Kiều đưa cho cô 6 triệu đó, cô cũng sẽ không dễ dàng gả cho tôi vậy đâu. Giữa cô và Lâm Tư Ngôn chắc chắn còn có chuyện khác. Anh đang ghen à? Thẩm Gia Ninh, cô tự đánh giá mình quá cao rồi. Tốt nhất không phải vậy. Chỉ cần anh ở bên ngoài, đóng vai người chồng cương chiều vợ vô độ, vai trò người chồng tốt, tôi cam đoan, không quá 3 năm, tập đoàn Cố Thị sẽ trở thành đầu tàu của ngành công nghệ trong và ngoài nước. Phẩm Gia Ninh, cô bị sốt rồi. Mẹ của giáo sư Đức Mạn là người Trung Quốc, năm đó kết hôn ra nước ngoài, không được gia đình chồng chào đón. Một năm sau khi sinh con, bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, từ đó không có tin tức gì. Những năm qua giáo sư luôn điều tra tung tích của mẹ ông ấy. Nếu chúng ta có thể giúp ông ấy tìm thấy, ông ấy nhất định sẽ hợp tác với chúng ta. Làm sao cô biết chuyện này? Tôi tự nhiên có cách của mình mà. Điều tra ngay lập tức, mẹ của giáo sư Đức Mạn. Đúng. Càng chi tiết càng tốt. Công ty công nghệ mẹ tôi để lại có 20-30 bằng sáng chế công nghệ tiên tiến. Nếu có thể áp dụng những công nghệ này, kết hợp với nguồn lực của tập đoàn Cố Thị, kết hợp lại, ước chừng sẽ có bước đột phá không ngờ. Công ty của mẹ cô, tại sao lại để tôi quản lý chứ? Kiếp trước, để thay thế Lâm Tư Ngôn, gây quỹ cho nghiên cứu, bán công ty cho tập đoàn Cố Thị. Công ty này lại trở thành tài sản duy nhất không, làm công ty phá sản, cứu mạng Cố Cẩn Thành. Vậy lần này, nhân viên của công ty này đều là những đối tác cũ, đã theo mẹ tôi nhiều năm, tôi tin anh có thể đưa họ đi xa hơn. Ngày mai là tiệc sinh nhật của cô Kiều. Sẽ có rất nhiều đối tác tham gia. Hãy ăn mặc chỉnh tề cùng tôi nào. Bà nói gì? A Thành không chỉ đi cùng Trần Gia Ninh về nhà, mà còn cùng cô ấy đi dự tiệc. Đúng đúng vậy cô Lục. Trong lòng anh ấy chỉ có tôi thôi. Trần Gia Ninh, con hồ ly tinh đó, rốt cuộc đã cho anh ấy uống thuốc gì? Cô Lục, dù sao cô Thẩm cũng là vợ của anh ấy. Cậu chủ vì để giữ thể diện của nhà họ Cố, cũng phải làm vài việc bề ngoài. Chờ xem đi, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ đường đường chính chính, đứng bên cạnh A Thành. Cái này,
chuyện gì xảy ra vậy? Tôi không đi nhầm đường mà. Gia Linh à? Mẹ suýt quên nói với con rồi. Gần đây nhà mình chuẩn bị tiến hành sửa chữa toàn diện. Nội thất trong phòng khách tạm thời dọn đi hết. Con và Cẩn Thành tạm thời ở phòng ngủ chính nhé. Ừ mẹ, cái đó. Thật ra con có thể ngủ ở phòng sách. Gia Linh à, phòng sách cũng phải thiết kế đẹp đấy. Mẹ biết. Con vẫn còn giận chuyện trước đây. Cảnh Thành đi tìm Lục Khả Vân. Không về nhà đúng không? Nó ấy cũng bị cô gái đó lừa rồi. Con đừng để trong lòng nhé. Cũng không còn sớm nữa. Mau đi nghỉ ngơi đi nhé. Dáng người thật đẹp. Làm sao giữ được vậy? Chỉ là nhìn một cái thôi mà. Keo kiệt quá đi. Phẩm Gia Ninh, cô có biết xấu hổ không? Ai cho cô vào phòng tôi? Vợ chồng hợp pháp mà. Bây giờ toàn thân anh đều thuộc về tôi. Tôi xem một cái thì sao? Hơn nữa, anh nghĩ tôi muốn đến sao? Nếu không phải vì mấy ngày trước anh không về biệt thự ngủ, để mẹ anh phát hiện ra bí mật chúng ta ngủ riêng phòng, bà ấy đã dọn hết toàn bộ đồ đạc trong biệt thự. Mẹ tôi sẽ không làm những việc nhàm chán như vậy đâu. Tôi thấy chính là cô đã thèm muốn tôi từ lâu, muốn ngủ chung giường với tôi mà thôi. Anh quá tự luyến rồi đấy. Phẩm Gia Linh, đừng giả vờ nữa. Đừng nghĩ rằng tôi không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Tôi nói cho cô biết, cô không thể đạt được đâu. Tôi phải làm gì? Là anh có âm mưu muốn quyến rũ tôi, đúng không? Tôi không bao giờ mắc lừa đâu. Được thôi, vậy thì xem ai trong chúng ta thực sự bình tĩnh hơn. Yên tâm đi, tôi luôn tự tin vào khả năng tự kiềm chế của mình. Còn anh thì sao? Đừng nghĩ đến việc lợi dụng tôi khi tôi ngủ, chiếm lợi của tôi. Ngược đãi trẻ em là phạm pháp. Tôi không có ngu đâu. Anh nói ngược tôi nhỏ. Đi nhanh đi, hồng nhan chi kỷ của anh nhớ anh rồi. Ba, hai, thật sự không nghe máy à? Lỡ như có việc gì gấp thì sao? Im miệng. Không phải anh sợ tôi nghe được điều không nên nghe, rồi đi mách mẹ anh chứ. Tôi và Lục Khả Vân hai người rất trong sạch, không có chuyện gì đáng xấu hổ. Nếu cô muốn nghe, tôi sẽ cho cô nghe đủ. Alo. Thiếu gia, cô Lục vừa mới tái phát bệnh tim ngất xỉu rồi. Bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Cái gì? Tôi đã nói gì? Cô Lục của anh rời xa anh không sống nổi. Sững sờ làm gì? Mau đi đi. Cô. Này, anh đùa cái gì vậy?
anh mau đi đi, tắt đèn cho tôi. Vẫn là chiếc giường này thoải mái nhất. Lâu rồi không ngủ được. Một giấc ngon lành. Ái chà. Trước đây ngày đêm không nghỉ, đồng hành cùng Lâm Tư Ngôn làm nghiên cứu khoa học, thậm chí thời gian ăn cơm ngủ nghỉ cũng không có. Bây giờ khó khăn lắm mới có thể ngủ một giấc yên lành. Sao lại mất ngủ nữa? Chúng ta làm lại từ đầu, kiểm tra lại dữ liệu đi. Cũng không biết Thẩm Kiều Kiều, cái tính đó có thể kiên trì đến sáng không? Anh cần một môi trường làm việc yên tĩnh. Em muốn cười, có thể đi chỗ khác cười được không? Xin lỗi, em im miệng. Anh tiếp tục đi. Chồng ơi, em buồn ngủ quá. Em chợp mắt một lát nhé. Cố lên, em ngủ một chút. Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Kiều Kiều. Con xem mấy giờ rồi? Con còn không dậy giặt đồ nấu cơm, con nằm đây ngủ nữa. Mẹ, tối hôm qua con đi làm cùng anh Tư Ngôn, con mệt quá mà. Con trai mẹ cần con đi cùng à? Con đừng ảnh hưởng đến nó, là đã tạ ơn trời rồi. Đi giao hàng đi, đừng ảnh hưởng con trai tôi làm việc lớn. Mẹ muốn con đi giao hàng. Con, đi giao hàng. Con trai tôi làm việc tốt đẹp, gọi con làm rối tung lên. Bây giờ anh ấy suốt ngày nghiên cứu, một đồng thu nhập cũng không có. Con xem, trong nhà nhiều như vậy, mở miệng chờ ăn cơm kìa. Con không đi thì ai đi đây? Không phải, hai người họ có tay có chân. Tại sao phải để tôi kiếm tiền nuôi chứ? Chị dâu như mẹ, con có hiểu không? Đây là nghĩa vụ con nên làm. Mau đi đi, đừng nói nhiều. Mẹ không phải đang muốn tiền sao? Mẹ tôi có rất nhiều. Alo mẹ, con cho mẹ mượn thêm chút tiền. Kiều Kiều à, không thể cứ như thế mãi, vung tay quá chán. Con biết rồi mẹ, lần này con thực sự cần gấp. Mẹ chuyển cho con 2 triệu trước đi. Được được, mẹ sẽ chuyển ngay cho con. Cho cái gì mà cho, ông đây kiếm tiền dễ dàng à? Con gái đã gả đi rồi, để nó tự nghĩ cách đi. Mẹ xem,
cha mẹ ruột của mình cũng không thể dựa vào được, con còn có thể trông cậy vào ai đây, nhanh đi thôi. Cố nhịn thêm chút nữa, chỉ cần Lâm Tư Ngôn có thể trở lại vinh quang, tôi sẽ có thể ngẩng cao đầu. Cho tôi tham gia tiệc, còn anh thì không xuất hiện, quá đáng lắm đó, cố Cẩn Thành. Xin lỗi nhé, tôi sẽ đến muộn một chút, cô cứ đi dạo quanh trước đi. Cậu cố, tình trạng sức khỏe của cô Lục ổn định, cô ấy cần một thời gian nghỉ ngơi tinh thần, tôi khuyên nên ở lại bệnh viện để quan sát. Bà Trần, bà ở lại chăm sóc cô ấy, có gì cần, hãy liên lạc với Hàn Thanh. Được rồi thiếu gia. Tôi còn việc, nên đi trước đây. Em nghỉ ngơi cho tốt. Đừng đi A Thành. Em ở đây một mình, sẽ suy nghĩ lung tung. Anh ở lại với em được không? Anh có rất nhiều công việc quan trọng cần xử lý. Em cố tình muốn làm khó anh sao? Em không có A Thành, em chỉ là Lục Khả Vân, em đã cứu mạng tôi. Tôi nên chăm sóc em. Nhưng điều đó không có nghĩa em có thể tùy tiện can thiệp vào cuộc sống của tôi. Tôi là người đã có gia đình. Đừng làm điều gì quá giới hạn. Phẩm gia đình. Đã sớm nghe nói phu nhân của cố thiếu gia khiến cá chìm chị lặn, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền, cố thiếu gia thật có phúc, bà quá khen rồi. Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại. Được được, cô tự nhiên nhé. Mẹ, việc sinh nhật hôm nay của mẹ, con đã tốn rất nhiều công sức mới mời được cậu cố và phu nhân đến đây, mẹ đừng có mà lơ là họ nhé. Yên tâm đi, mẹ biết phải làm gì. Tại sao bánh mẹ đặt vẫn chưa đến vậy? Là đồ ăn ngoài các bạn đặt à? Sao mà lâu thế? Làm lỡ bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi, cô có chịu nổi trách nhiệm này không? Chẳng phải là chưa trễ sao? Này, thái độ của cô là sao đấy? Xin lỗi mẹ tôi đi. Là mẹ cô làm khó tôi trước, tôi dựa vào gì phải xin lỗi? Trời sập rồi, cô còn dám cãi lại. Nói cho cô biết, đừng tưởng có tiền có quyền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác. Tôi, Thẩm Kiều Kiều, không phải dễ bị bắt nạt đâu. Cô dám đánh tôi, cô biết tôi là ai không? Bây giờ nhân viên giao hàng cũng kiêu ngạo như vậy. Phẩm Gia Ninh, tôi biết rồi. Cô đặt đồ ăn ngoài, chẳng phải đến để xem tôi xấu mặt sao? Cô mất trí rồi à, Thẩm Kiều Kiều? Làm sao tôi biết cô đang giao đồ ăn? Bây giờ cô không nên ở bên anh Tư Ngôn nhà cô. Ở nhà nghiên cứu phật sao? Sao lại lâm vào hoàn cảnh này chứ? Em gái, nếu em thiếu tiền thì nói với chị nhé. Chị có thể cho em mà. Chị đừng có mà tự mãn. Tôi chỉ giao hàng tạm thời thôi. Cô ấy sống chết đòi lấy Lâm Tư Ngôn, kết quả thì sao? Ra ngoài giao đồ ăn rồi. Thật không biết nghĩ thế nào. Nghe nói cô ấy còn là con riêng nữa. Trước đây chắc chắn không ít lần bắt nạt phu nhân nhà cố. Nếu không nhà Thẩm sẽ không thờ ơ với cô ấy. Các bạn hiểu gì chứ? Nói cho các người biết, khuyên các người tôn trọng tôi một chút. Nếu không đợi chồng tôi trở thành người giàu nhất Vân Châu, sẽ có chuyện hay cho các người xem. Đồ thần kinh. Ai ở Vân Châu mà không biết thực lực của cố thiếu gia? Cô dám ở trước mặt phu nhân nhà họ cố nói năng lớn lối, thật không biết trời cao đất dày. Người ngu ngốc như cô còn mơ tưởng trở thành người trên người, e rằng trước khi chồng cô trở thành người giàu nhất thì cô đã chết đói trước rồi. Thẩm Kiều Kiều, cảm giác này quen thuộc không? Tất cả những gì cô đang trải qua bây giờ, mọi nỗi đau khổ, còn chưa bằng một phần vạn của kiếp trước tôi.
thả tôi ra. Cô thả tôi ra, ừ. Ngon quá. Có muốn ăn một miếng không? Phẩm Gia Linh. Chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống, liếm sạch giày của tôi sẽ tha cho cô, thế nào? Thẩm Kiều Kiều, cô sẽ gặp báo ứng đấy. Phẩm Gia Linh, chồng tôi là người giàu nhất Vân Châu. Ai dám động đến tôi? Ai dám? Ai dám? Cô à, chủ yếu là con kiến. Để tôi dễ dàng nắm bắt. Thử xem ngon không? Đều tại cô. Phẩm Gia Linh. Cô chỉ xứng đáng để tôi thêm đế giày. Không sao chứ? Anh hùng cứu mỹ nhân, đến khá đúng lúc. Xin lỗi nhé, là tôi đến muộn. Vợ của tôi còn không nỡ chạm vào. Ai cho các người gan, dám để vợ tôi chịu ấm ức? Láo xược. Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng tỏ, cô dám đối xử, không tôn trọng phu nhân nhà họ Cố. Người đâu, giữ cô ta lại cho tôi, để xem ai dám động vào tôi. Phẩm Gia Linh, cô dám để bọn chúng động đến một ngón tay tôi, bố sẽ không tha cho cô đâu. Thẩm Kiều Kiều, cô phải nhận rõ một sự thật. Bây giờ toàn bộ Vân Châu là do nhà Cố quyết định. Bố sẽ không vì một người thằng nhóc nghèo dám đắc tội với tôi, vợ thiếu gia Cố. Cô là đồ đê tiện. Thẩm Kiều Kiều, em gái, chị có ý tốt nhắc nhở em, sao em lại đẩy chị chứ? Chồng ơi, chật chân đau quá. Người đâu, tôi không muốn thấy cô ta nữa. Cố Cẩm Thành anh bị mù à? Tôi còn chưa chạm vào cô ta. Tôi thấy là anh bị mù thì có. Dám ở tiệc sinh nhật của tôi, nói năng không đúng mực với phu nhân nhà họ Cố. Ai mà không biết cô thiếu yêu chiều vợ như mạng. Cô muốn nhà họ Kiều của tôi bị trục xuất khỏi Vân Châu sao? Bắt cô ấy xin lỗi. Cho đến khi phu nhân Cố thiếu tha thứ cho. Ai dám động đến tôi? Thả tôi ra, cô sẽ hối hận đấy. Phẩm Gia Linh, cô là một người phụ nữ độc ác, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Ác giả ác báo. Thẩm Kiều Kiều, đây là bài học thứ hai mà tôi dạy cô. Thả tôi ra, cô đối xử với tôi như vậy, cô sẽ hối hận đấy. Kiều Kiều. Chồng ơi, sao anh đến muộn vậy? Em sắp bị họ đánh chết rồi. Các người quá đáng lắm rồi. Họ cậy quyền ức hiếp người. Có giỏi thì đừng quỳ lại Thẩm Gia Ninh. Thẩm Kiều Kiều, vừa nãy dạy dỗ chưa đủ phải không? Còn dám gọi xấu hổ lên đầu phu nhân tôi. Cô thiếu, vợ tôi ở đây bị ức hiếp. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cô ấy. Cô Kiều, chúng tôi có bắt nạt cô ấy không? Tất nhiên, không có. Cô mở mắt nói dối, tôi đã thế này rồi, chẳng lẽ là tự tôi đánh mình sao? Tôi có bệnh à? Tôi chỉ đang dạy cô vài điều, chỉ là phép lịch sự xã giao cơ bản nhất thôi. Em rể đến rồi, đến đúng lúc lắm, mau đưa Kiều Kiều đi đi. Nếu cô ấy cứ làm ầm lên thế này, sau này, chị e rằng em không dám gặp ai nữa. Dù sao Kiều Kiều cũng là em gái của chị đối xử với cô ấy như vậy, chị không sợ người khác nói xấu sao? Em tàn nhẫn không? Phu nhân của tôi, dịu dàng và tốt bụng.
tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy. Tính tình của em gái cần phải thay đổi. Nếu không thì sau này, đợi em rể thành công nổi tiếng rồi, sẽ làm sao đứng vững trong xã hội thượng lưu đây. Thẩm Gia Ninh, đừng kiêu ngạo, cố cẩn thành, sớm muộn cũng có ngày phá sản thôi. Đến lúc đó, xem cô còn có mặt mũi nào, dương dương tự đắc. Chồng ơi, anh sẽ phá sản không? Chắc chắn không bao giờ. Thấy chưa, người ta cố thiếu bảo vệ vợ là có lý do đấy. Còn cô thì sao? Cô có gì không? Mọi người, là vợ tôi không hiểu chuyện, đã gây phiền phức cho mọi người. Anh nói gì vậy? Anh không nên bảo vệ em sao? Trước đây anh với Thẩm Gia Ninh đều không phải như vậy. Em đang nói linh tinh gì vậy? Im đi. Nhìn cậu ta yếu đuối bất tài thế này, người nghèo hèn bần cùng, Thẩm Kiều Kiều còn tưởng mình nhặt được báu vật. Đúng rồi, chính là con riêng. Mãi mãi là một điều không thể công khai. Rõ ràng trước khi kết hôn, cô ấy không có bất kỳ liên hệ nào với Lâm Tư Ngôn, nhưng tại sao luôn có cảm giác giữa họ có một mối quan hệ khó diễn tả. Tại sao em phải hạ mình? Em có thể trưởng thành hơn không? Đừng luôn gây rắc rối cho anh. Anh chẳng quan tâm đến em chút nào. Kiều Kiều, anh nghe thấy. Em vì kiếm tiền nuôi gia đình, một mình đi giao đồ ăn, anh đã đến ngay lập tức. Vợ à, vất vả rồi. Thế này mới đúng. Đúng rồi, không phải anh đã đi mời giáo sư Đức Mạn rồi sao? Sao rồi, ông ấy đồng ý hợp tác với anh chưa? Đừng nhắc đến nữa, lão già chỉ biết danh lợi đó. Thật không ngờ lại đòi hỏi quá đáng. Ông ta yêu cầu tôi một khoản kinh phí nghiên cứu khổng lồ. Giáo sư, lần này tôi đến đây là muốn mời ông đến Vân Châu cùng nghiên cứu phạm. Tôi thề, lần này tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Xin ông cho tôi thêm một cơ hội nữa. Lâm, nghiên cứu khoa học không phải chuyện đùa. Điều anh ấy cần không chỉ là vốn và đội ngũ. Điều cần thiết hơn là tinh thần kiên trì. Rất tiếc, những điều này anh đều không có. Tôi thừa nhận trước đây tôi đã phạm sai lầm, nhưng lần này tôi thực sự đã sẵn sàng. Chỉ cần ông đồng ý cùng tôi chiến đấu, đến lúc đó ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho ông. Anh nghĩ tôi cần tiền là danh dự? Anh đi đi, tôi không cần cộng tác viên như anh. Giáo sư, không phải là ông nghĩ rằng bây giờ tôi không còn gì sao? Hãy chờ xem, tương lai tôi nhất định tát mạnh vào mặt ông. Không sao đâu anh Tư Ngôn, anh thông minh và tài năng như vậy, dù không dựa vào ai, cũng nhất định có thể thành công. Đúng vậy. Anh cho mặt mũi mà không cần, đều là lỗi của tôi không nể mặt ông ấy. Chỉ là, Kiều Kiều, lần trước em cho anh mượn mấy triệu, đã dùng gần hết rồi tôi, không sao đâu. Mẹ em còn nhiều tiền riêng, chỉ cần em mở miệng, bà ấy nhất định sẽ cho em mượn. Kiều Kiều, có em ở bên cạnh, anh cảm thấy anh không còn xa thành công nữa. Chỉ cần tôi có thể trở thành phu nhân của đại lão được mọi người chú ý, số tiền này tính là gì chứ? Thẩm Gia Ninh, cứ chờ đấy. Tôi nhất định sẽ đạp cậu dưới chân tôi. Mệt chết đi được. Ghét nhất là những bữa tiệc nhàm chán này toàn là những người giả tạo, nói những lời không thật lòng. Mỗi lần tôi nhớ nhà Thẩm hình như không cho cô tham gia nhỉ. Cô đã tham gia nhiều lần, suýt nữa lại lỡ miệng. Bố tôi thỉnh thoảng cũng đưa tôi
tham gia một số buổi tiệc thương mại mà. Tôi đi rửa mặt đây. Cô không muốn hỏi. Tối qua, tôi và Lục Khả Vân đã xảy ra chuyện gì à? Cô ấy ngủ với anh rồi. Sao thế? Ghen à? Bản tiểu thư, đến ăn há cảo cũng không cần ăn giấm, chỉ ăn nước tương. Không ăn giấm. Anh có thể yên lặng một chút được không? Phẩm Gia Ninh, nhà họ Cố nuôi không nổi cô sao? Còn cần cô viết luận văn cho người khác? Dựa vào đàn ông sao bằng tự dựa vào mình? Những thứ này đều là kết quả nghiên cứu mới nhất của nước ngoài. Hơn nữa, gần đây tôi chuẩn bị học dưới trường giáo sư Đức Mạn để nghiên cứu Phích. Thì ra tôi đã đánh giá thấp cô rồi. Hoàn thành xuất sắc. Ngủ đi, nhớ tắt đèn. Cố Cẩn Thành. Anh muốn làm tôi lạnh chết à? Ai bảo cô cứ nhất quyết nằm lì trên giường tôi? Chúc mừng ông Lâm đã thành công chinh phục công nghệ khạp. Nghe nói ông Lâm là học trò xuất sắc của giáo sư Đức Mạn, có thể tiết lộ một chút các ông đã hợp tác như thế nào để chinh phục công nghệ này không? Giáo sư Đức Mạn nào cơ, chưa từng nghe đến. Có thể chinh phục được công nghệ này hoàn toàn dựa vào tài năng cá nhân của tôi và nỗ lực. Gì cơ? Chẳng lẽ giáo sư Đức Mạn mạo danh tên của ngài để lừa đảo? Giáo sư Đức Mạn vì làm đổi danh bản thân, cố tình tranh thủ sự chú ý, thật là vô liêm sỉ. Sao anh ta có thể đảo lộn trắng đen như vậy, vong ân bội nghĩa? Giáo sư, tôi đi tìm ông để hỏi rõ. Giáo sư, thôi bỏ đi. Tôi không quan tâm đến danh hão này nữa, chỉ cần con sao có thể mang lại lợi ích cho nhân loại là đủ rồi. Lâm Tư Ngôn. Phẩm Gia Ninh. Phẩm Gia Ninh. Cố Cẩn Thành, nửa đêm không ngủ, hét ầm lên như ma quỷ. Phẩm Gia Ninh, có phải tôi luôn không đáp ứng đủ cho cô mới khiến cô trong mơ còn nhớ đến người đàn ông khác? Nếu đã như vậy thì hôm nay tôi sẽ làm cô hài lòng. Cố Cẩm Thành, anh làm gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Anh làm gì vậy? Cố Cẩn Thành, buông tôi ra. Anh điên rồi, Cố Cẩn Thành, anh muốn làm gì? Cô dám đánh tôi? Tôi đánh anh thì sao nào? Đồ cầm thú, đồ cầm thú, đồ khốn kiếp. Xin lỗi nhé, vừa rồi tôi đã mất kiểm soát. Tôi cũng không biết tại sao, nhắc đến Lâm Tư Ngôn, tôi không thể kiểm soát được. Tóm lại, cô muốn đánh muốn phạt, tôi đều nhận.
Phẩm Gia Ninh, tôi chỉ tò mò về mối quan hệ giữa cô và Lâm Tư Ngôn. Tại sao cô nhiều lần nhắm vào anh ấy, thậm chí trong giấc mơ cũng nhắc đến tên anh ấy, lại còn kích động như thế? Tôi có cần phải giải thích với anh không? Chúng ta chỉ là liên hôn thương mại. Anh không thích tôi. Tôi không có tình cảm với anh. Không sao đâu, đừng chạm vào tôi. Anh đang làm gì đó? Ngồi yên. Nhẹ thôi. Vừa rồi cái khí thế, không sợ chết đâu rồi. Giờ biết đau rồi à? Đừng nghĩ rằng thế này, tôi sẽ tha thứ cho anh. Anh có biết không, vừa rồi anh quá đáng thế nào. Tôi vừa rồi như thế chỉ là vì... Vì cái gì? Vì anh thích tôi. Hay vì anh, tính chiếm hữu của cậu chủ cố. Anh đừng quên, chúng ta chỉ là liên hôn thương mại. Đóng kịch thôi. Đây có phải là kế hoạch mà con người có thể làm ra không? Sai sót đầy rẫy. Tôi phải duyệt thế nào đây? Thiếu gia, đây là tài liệu mà tối qua trước khi tan làm, ngài đã tự mình xem xét và phê duyệt. Tôi cần anh nhắc nhở à? Đi ra. Không muốn thấy cậu. Thiếu gia, thực ra cậu muốn dỗ thiếu phu nhân. Vui rất đơn giản. Chỉ cần... Ai nói tôi muốn dỗ cô ấy? Ai nói tôi muốn dỗ cô ấy? Vậy được rồi. Ồ đúng rồi thiếu gia, mẹ của giáo sư Đức Mạn đã được tìm thấy ở Biên Thành. Ngài xem, tôi có nên cử người đi đón giáo sư tại sân bay không? Không cần đâu. Tôi sẽ tự đi đón. Phẩm Gia Ninh, lên xe. Mẹ của giáo sư Đức Mạn, chúng tôi đã tìm thấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi sân bay đón giáo sư. Cô chắc chắn không muốn đi cùng chúng tôi sao? Ở kiếp trước, ngày Lâm Tư Ngôn công thành danh toại cũng là ngày giáo sư Đức Mạn qua đời vì ung thư giai đoạn cuối. Thẩm, tôi không hối hận đi theo cô đến Vân Châu. Chỉ là tôi còn một tâm nguyện chưa hoàn thành. Mẹ của tôi, bà ấy giáo sư. Cô Thẩm, đây là nhật ký thí nghiệm của giáo sư Đức Mạn lúc sinh thời. Cô là người mà ông tin tưởng nhất. Ông ấy sẵn lòng chia sẻ cả đời tâm huyết để lại cho cô. Cô ấy khóc cái gì? Chẳng lẽ vẫn còn giận vì chuyện tối qua? Tối qua là lỗi của tôi. Tôi không nên không tôn trọng cô. Lỗi của tôi. Chẳng lẽ là sáng nay nghe nói tôi phải đi cùng Lục Khả Vân kiểm tra sức khỏe, không hài lòng rồi. Tôi hẹn Lục Khả Vân đi bệnh viện tái khám là vì mẹ Trần gọi điện nói cô ấy tối qua
đừng khóc nữa. Tôi đảm bảo với cô, sau này tôi sẽ không ép cô nữa. Tôi giữ khoảng cách với Lục Khả Vân. Tôi sẽ đưa cô ấy ra nước ngoài. Có được không? Cảm ơn anh, Cố Cẩn Thành. Cảm ơn anh đã giúp tôi hoàn thành nguyện vọng của giáo sư. Chúng ta là vợ chồng. Đây là điều tôi nên làm. Vừa nãy còn ghen. Bây giờ lại xa cách như vậy. Phụ nữ thật khó dỗ dành. Chỉ biết rằng những lời an ủi của anh ấy đều chỉ là nói cho có. Đồ tồi. Một người giả câm giả điếc. Một người nói một đằng làm một nẻo. Thật khiến người ta đau đầu. Anh làm gì đấy? Không phải là anh nói chơi đùa thôi sao? Giáo sư sắp ra rồi. Giáo sư Đức Mạn. Rất hân hạnh. Tôi là Cố Cẩn Thành. Rất vui được gặp ông. Cố, nghe nói, anh có tin tức gì về mẹ tôi không? Đúng. Mấy năm nay bác gái luôn sống ở quê. Tuổi đã cao, sức khỏe có chút suy yếu. Nhưng ông yên tâm, tôi đã mời đội ngũ y tế tốt nhất để chăm sóc cho bà ấy. Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Cố. Thực ra nếu muốn cảm ơn, thì nên cảm ơn vợ tôi. Chính cô ấy đã giúp tôi thúc đẩy cuộc đoàn tụ của hai người. Giáo sư, xin chào. Tôi tên là Thẩm Gia Ninh. Chúng ta hình như đã gặp ở đâu đó. Có lẽ đây chính là duyên phận. Giáo sư, chào mừng đến với Vân Châu. Giáo sư, lần này tôi nhất định sẽ giữ cho ngài an toàn. Alo, đồ ăn ngoài của bạn đến rồi. Tôi để ở quầy lễ tân nhé. Nghe nói chưa, giáo sư Đức Mạn đã đến Vân Châu rồi. Hình như muốn thêm người vào đội nghiên cứu của tập đoàn Cố Thị. Lão già này. Chồng tôi mời ông không đến. Gia đình họ Cố mời ông lại chạy tới nịnh bợ. Đúng là kẻ hám lợi. Xem tôi dạy dỗ ông thế nào. Đức Mạn, ông thật không biết xấu hổ. Xin lỗi Cố phu nhân, Cố thiếu gia, phu nhân. Là lỗi của tôi. Thả cô ấy ra. Dựa vào đâu mà từ chối lời mời của chồng tôi gia nhập tập đoàn Cố Thị? Họ trả ông bao nhiêu tiền? Tôi trả gấp ba. Quý bà thua lỗ này. Tôi không quên cô. Thẩm Kiều Kiều, cô làm ầm ĩ cũng phải chú ý nơi trốn. Đây là tập đoàn Cố Thị, không phải bệnh viện tâm thần. Các người từng người một. Thật đúng là lòng dạ rắn rết. Rõ ràng biết Đức Mạn là thầy giáo của anh Tư Ngôn, còn đang âm thầm giở trò lừa ông gia nhập tập đoàn Cố Thị. Ông già, bây giờ tôi cho ông hai lựa chọn. Hoặc là theo tôi gia nhập đội của chồng tôi, hoặc là thì cuốn gói về quê đi. Tóm lại, không thể hợp tác với công ty Cố. Thẩm Kiều Kiều, đừng tưởng được cho chút mặt mũi là lên trời. Xin lỗi đi, cô bị bệnh à? Thẩm Kiều Kiều, tôi rất tò mò, rốt cuộc ai đã cho cô dũng khí hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ném kẻ điên này ra ngoài cho tôi. Đừng động đậy. Các người chờ đó cho tôi. Sớm muộn gì cũng khiến đám người lòng dạ rắn rết này ngồi tù mà không. Thật không ngờ, thành quả nghiên cứu khoa học của tập đoàn Cố Thị đã tiên tiến đến vậy. Thật là đã mở mang tầm mắt cho tôi, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua công nghệ then chốt của thập. Giáo sư, không biết ngài có sẵn lòng tham gia cùng chúng tôi, cùng nỗ lực giải quyết vấn đề này không? Không được mang đồ ăn vào, mắt mù à? Không giao hàng. Tôi tìm một ông già tên là Đức Mạn. Xin lỗi, tôi vẫn không thể cho cô vào. Trừ khi cô có hẹn với ông ấy. Cánh ra đi, chó tốt không cản đường. Đứng lại, anh Tư Ngôn, sự trợ giúp không đạt được, các người cũng đừng mơ hưởng lợi. Tôi rất ngưỡng mộ sự chân thành và tầm nhìn của các người, cũng rất vui lòng, thật vinh dự khi được gia nhập các bạn, mong chờ sự hợp tác của chúng ta. Khoan đã. Thẩm Kiều Kiều, ai bảo cô đến tập đoàn Cố Thị tìm Đức Mạn vậy? Sao lại nổi giận với em? Lão già đó không biết điều, dám hợp tác với nhà Cố. Tất nhiên em phải đi tìm ông để lý luận một chút.
Bây giờ khắp phố đều đồn, vợ của Lâm Tư Ngôn tôi là kẻ điên ra từ bệnh viện tâm thần. Mặt mũi của tôi bị cô làm mất hết rồi. Ai còn muốn tham gia với tôi, nhóm nghiên cứu khoa học? Nghiêm trọng vậy sao? Xin lỗi nhé, anh Tư Ngôn. Là em đã vội vàng. Thôi vậy, sự việc đã như vậy rồi, vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để cứu vãn tình thế đây. Thẩm Kiều Kiều, đây là lần cuối cùng. Nếu sau này em làm chuyện gì bốc đồng nữa, đừng trách anh không nể tình. Xin lỗi mà, anh Tư Ngôn, tôi không thể giúp được anh, luôn làm phiền anh. Thôi quên đi, tôi vẫn nên về nhà họ Thẩm, không ở đây làm phiền nữa. Kiều Kiều, anh không trách em, anh chỉ là không kiểm soát được cảm xúc của mình. Em là vợ của anh, làm sao anh nỡ để em rời đi chứ? Vậy anh tha thứ cho em nhé. Chồng ơi, chúng ta đã kết hôn lâu như vậy rồi, vẫn chưa? Cái đó thì hôm nay em sẽ cho anh, được không? Kiều Kiều à, bây giờ anh muốn tập trung tinh lực vào sự nghiệp hơn. Điều đó cũng không mâu thuẫn mà. Nhà ai vợ chồng cưới nhau lâu rồi, chỉ có nắm tay ôm nhau thôi à? Người ta cũng rất ấm ức đó, được không? Sau này hãy nói, Lâm Tư Ngôn, có phải anh không được không? Em đã như thế này rồi, anh không cảm thấy gì sao? Anh có còn là đàn ông không? Anh với Thẩm Gia Ninh ở cùng nhau cũng như thế sao? Thẩm Kiều Kiều, xong rồi, lại nói ra chuyện kiếp trước rồi. Thẩm Kiều Kiều, khi nào tôi ở cùng Thẩm Gia Ninh? Khi nào tôi ở cùng Thẩm Gia Ninh? Xin lỗi, em đã nói sai rồi. Em không nói nữa. Sau này đừng làm những chuyện có lỗi với tôi. Thấy cô là tôi bực mình. Chồng ơi, chồng trách em. Đừng. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thẩm, cô sao vậy? Gia Ninh, bị sốt rồi. Thẩm Gia Ninh, dậy uống thuốc đi. Thẩm Gia Ninh, tự xem đi. Đây là do chính cô, không từ chối tôi chạm vào cô. Đừng đến lúc đó lại vu oan người tốt. Há miệng ra. Thả tôi ra. Tôi thật sự đã chiều chuộng cô quá. Há miệng ra. Dậy uống thuốc nào. Há miệng ra. Hóa ra khi tôi bị bệnh, cũng có thể có người yêu thương, có người chăm sóc, không giống kiếp trước.
Tôi đang nghiên cứu đến lúc quan trọng. Cô ra ngoài ho được không? Cô nhìn tôi chằm chằm như thế. Tôi sẽ nghĩ cô có ý đồ gì với tôi. Anh, bớt tự luyến đi. Tôi chỉ đang thẫn thờ thôi. Nhìn tôi mà thẫn thờ. Cô chắc chắn không phải có suy nghĩ khác về tôi. Dù sao thì tôi cũng đẹp trai, lịch lãm thế này. Ngày nào cũng ngủ cạnh cô. Rất khó để không rung động nhỉ. Anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Giống như một con. Không, tự luyến. Cô nói lại lần nữa xem. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân mãi thế. Muốn mở màn thì đi tìm Lục Khả Vân của anh, tỏ vẻ gì với tôi chứ? Tự nhiên nhắc đến cô ta làm gì? Tôi với Lục Khả Vân trong sáng, anh có thể đừng có. Tôi không cố ý. Tôi còn việc. Đi trước nhé. Tôi thật không ngờ. Lại không xếp anh ấy. Thế ra. Điện thoại. Thiếu gia, điện thoại. Alo, A Thành. Em đã học được một món ăn mà anh thích nhất. Tối nay đến nhà em thử nhé. Tối nay tôi bận rồi. Để hôm khác đi. Lại để hôm khác. Anh ấy đã bao lâu rồi không đến tìm tôi? Chắc chắn là Thẩm Gia Ninh, cái đồ tiện nhân đó. Tiện nhân, ngươi không có kết cục tốt đâu. Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Mặc dù cô là vợ của A Thành, nhưng trong lòng cô hẳn rất rõ. Cuộc hôn nhân của các người chỉ là một giao dịch. Người mà A Thành thực sự yêu là tôi. Nếu anh ấy yêu cô như vậy, tại sao anh ấy không cưới cô, mà lại chọn cưới tôi? Vậy, đó là vì người nhà anh ấy ép anh ấy không còn cách nào khác, cô Cẩn Thành sẽ không bị ai uy hiếp. Nếu người đàn ông không chọn cô, chỉ có thể chứng minh rằng anh ta không yêu cô như cô tưởng tượng. Cô đang chia rẽ mối quan hệ. Cô Lục, nếu một người đàn ông thực sự yêu cô, anh ta sẽ muốn công bố với cả thế giới. Cô chính là người duy nhất của anh ấy. Nhưng anh ấy cũng không yêu cô mà. Cô vẫn đang lãng phí thời gian ở nhà. Cô và tôi có gì khác nhau đâu. Đúng vậy. Dù là Lâm Tư Ngôn kiếp trước hay Cố Cẩn Thành kiếp này, họ chưa từng thực sự yêu tôi. Cuộc hôn nhân không có tình yêu, chẳng qua chỉ là một cái vỏ rỗng. Tôi khuyên cô nên sớm rời khỏi A Thành để tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Còn về tôi và A Thành, tôi sẽ có cách khiến anh ấy yêu tôi đến chết. Cô Lục. Cô Lục. Cô Lục. Sẽ không bị phát hiện chứ? Yên tâm, nhanh nhanh đi thôi. Alo. 120 phải không? Phẩm Gia Ninh. Đều tại cô. Khiến Sĩ Ngôn không muốn đụng vào tôi. Tôi thì rất muốn biết. Nếu Cố Cẩn Thành phát hiện cô bắt nạt bảo bối nhỏ của anh ấy, sẽ hành hạ cô thế nào? Đây là phương án của công ty chúng tôi. Anh thấy thế nào?
Tôi nghĩ phần này và những cái này là những điểm cần theo dõi. Tôi đã nói chưa nhỉ? Khi giáo sư học, không ai được phép nhận điện thoại. Tắt máy đi. Giáo sư, ngài tiếp tục. Vậy giai đoạn tiếp theo, tôi hy vọng có thể từ chúng ta. Thiếu gia, lần này là của anh. Của tôi cũng vậy. Không ai được phép gọi điện. Xin lỗi nhé. Vợ kiểm tra. Đàn ông đang yêu đều là những kẻ hai mặt. Gì cơ? Khả Vân sao rồi? Cô Lục đây là ăn nhầm thuốc cấm nào đó. May mắn phát hiện kịp thời, không gây ra tổn thương nghiêm trọng. Nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi tại bệnh viện một thời gian, đảm bảo cơ thể không có vấn đề khác. Cảm ơn bác sĩ. Phẩm Gia Linh, đồ khốn nạn, dám hại tôi. Bình tĩnh một chút. Tôi sẽ không làm chuyện hèn hạ như vậy. Ngoài cô ra, còn ai vào đây? Khả Vân. Cô thế nào? A Thành. Cuối cùng anh đã đến. Cô ta dám bỏ thuốc tôi. Muốn tôi thân bại danh liệt. Cô ấy sẽ không làm chuyện như vậy. Chắc chắn giữa các người có hiểu lầm gì đó. A Thành. Anh không tin em. Chẳng lẽ em tự hại mình sao? Hôm nay cô ấy hẹn em gặp mặt. Chính là muốn em rời xa anh. Cô ấy còn nói. Người như em ốm yếu bệnh tật. Sống trên thế gian này chỉ là gánh nặng. Cô ấy bảo em đi chết. Cô Lục. Diễn xuất của cô quá vụng về rồi đó. Làm ơn lần sau, hãy nghĩ kỹ lời thoại trước. Hôn nhân không có tình yêu, chỉ là một vỏ bọc trống rỗng. Cô à, tôi khuyên cô nên tỉnh ngộ sớm. Rời xa A Thành. Phẩm Gia Linh, cô dám lén lút ghi âm. Nếu tôi không cảnh giác, thì chẳng phải bị cô đổ oan sao. Bây giờ, tốt nhất là cô cho tôi một lời giải thích hợp lý. A Thành, em không cố ý lừa dối anh. Em chỉ muốn anh quan tâm đến tôi nhiều hơn một chút. Cô biết đấy. Điều tôi ghét nhất là sự lừa dối. A Thành, em sai rồi. A Thành. Phẩm Gia Linh. Anh, thật không trách tôi, làm cho Tiểu Thanh Mai của anh khó xử. Cô ấy thực sự đã nói dối. Cô đâu có làm sai gì. Đưa tôi đến nhà họ Lâm. Thật sự coi tôi là tài xế à? Không tiện đâu. Không tiện thì thôi, tôi tự gọi xe. Phẩm Gia Ninh, cô giải thích rõ cho tôi. Cái gì gọi là cô sẽ xem xét đề nghị của Lục Khả Vân. Cô muốn rời khỏi nhà cố. Sao thế? Anh lo lắng cái gì? Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Sau này mấy lời vô ích này, nói ít thôi. Không cần anh quản tôi. Có cần tôi đưa cô qua đó không? Không cần. Thẩm Gia Ninh không ngờ lại không sao cả. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cô Cẩn Thành không biết Lục Khả Vân bị hạ thuốc? Thẩm Kiều Kiều. Cô đấu với tôi sẽ chơi với cô. Nhưng cô không cần thiết lôi kéo người thứ ba. Không biết cô đang nói gì. Cô Cẩn Thành bây giờ đang ở bên đường. Cô đoán xem, nếu anh ấy biết là cô đã cho Lục Khả Vân uống thuốc. Anh ấy có lột da dóc xương cô không nhỉ? Đừng nói bậy. Tôi cho Lục Khả Vân uống thuốc. Cô có bằng chứng không? Không có bằng chứng tôi có tìm cô không?
sao lại như vậy? Rõ ràng tôi đã làm theo đúng các bước đối phó Lục Khả Vân của kiếp trước, tại sao vẫn sai? Thẩm Kiều Kiều, tôi cảnh cáo cô, yên tâm làm bà Lâm của cô đi. Đừng đòi hỏi tôi thêm trò gì nữa. Nếu không tôi dám đảm bảo, kết cục của cô không phải là thảm nhất, mà chỉ có thảm hơn. Cô đe dọa tôi à? Tôi nói cho cô biết, bây giờ chỉ cần tôi hét lên một tiếng, Lâm Tư Ngôn và hai người anh em của anh ấy sẽ sớm có người đến giúp tôi. Tôi khuyên cô nên biết điều, xóa video đi. Con trai, sao con đang khỏe mạnh, lại bị bệnh thế này? Mẹ, con không sao, có gì không ổn đâu. Mẹ thấy con ấy là làm việc quá sức mệt mỏi. Con nói con cưới một người vợ như thế nào, không chỉ không giúp con chia sẻ, mà còn gây thêm phiền phức cho con. Biết trước thì lúc đầu nên chọn Thẩm Gia Ninh. Có chuyện gì vậy? Con trai à, con làm sao thế này? Cô thực sự nghĩ rằng anh em nhà họ Lâm sẽ đứng ra bảo vệ cô sao? Tất nhiên rồi. Nói cho cô biết sự thật nhé, em trai của Lâm Tư Ngôn, Lâm Tây, là thiên tài nghiên cứu, còn giỏi hơn Đức Mạn, người đoạt giải Nobel tương lai. Tôi đã khuyên anh ấy tham gia nghiên cứu Spix rồi. Gia đình các người sẽ sớm bị rớt lại. Đến lúc đó, mày quỳ xuống cầu xin tôi cho cô miếng cơm mà ăn đi. Con trai, con trai, con trai, con cố gắng lên. Con trai à? Anh Tư Ngôn. Anh Tư Ngôn. Anh Tư Ngôn, anh sao thế? Đừng làm em sợ nhé. Con trai tôi vẫn chưa chết đâu, khóc cái gì mà khóc, còn không mau gọi 120. Xuất huyết dạ dày cấp tính. Kiếp trước, Lâm Tư Ngôn vì không được cấp cứu kịp thời, suýt chút nữa mất mạng. Xe cứu thương đến, cũng phải mất 20 phút, xe của Cố Cẩn Thành ở gần đây. Gọi hay không gọi đây? Alo, chồng ơi. Lâm Tư Ngôn xảy ra chuyện rồi, cần đưa đi bệnh viện ngay lập tức. Anh có sẵn lòng giúp tôi không? Tôi không cứu cậu, mà là cứu gia đình Thẩm. Tôi nghĩ bố tôi sẽ không đồng ý một người phụ nữ quá tiếp tục trở về nhờ và gia đình. Cô đang nguyền rủa ai đấy? Cái đồ xui xẻo, im đi. Con ơi, con phải cố gắng lên nhé. Cảm ơn. Bác sĩ, con tôi không sao chứ. Anh Lâm bị xuất huyết dạ dày cấp tính, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Tôi đề nghị tối nay nên nhập viện để theo dõi. Không sao là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tất cả đều do cô. Con trai tôi trước đây rất khỏe mạnh. Từ khi cô về làm dâu, nó liên tục gặp vấn đề. Cô đúng là sao xấu. Nói chuyện phải có lương tâm một chút được không? Nếu không phải tôi lấy con trai của bà, thì không biết đang ở ngoài đường nào. Ăn xin rồi. Tôi nói cho bà biết, cả nhà bà có cái để ăn mặc ấm no, đều nên cảm ơn tôi mới đúng. Cô, mẹ, đừng nóng nảy. Sao có thể động tay với chị dâu được? Anh cả nghe thấy sẽ đau lòng lắm. Mau về nhà đi, đừng ở đây trước mắt. Tôi sẽ đưa chị dâu về nhà ngay. Chị dâu, chúng ta đi thôi. Đừng nghịch. Ông xã. Anh là ai? Đến nhà tôi làm gì? Cứu tôi với, cứu với. Chị dâu, đừng căng thẳng mà. Ông chủ Vương chỉ muốn gần gũi với chị thôi. Dù sao thì anh cả bây giờ như thế này, chị cũng khá cô đơn phải không? Cậu bị bệnh à? Tôi là chị dâu của cậu đấy, đồ khốn. Chị dâu, cô cứ ngoan ngoãn theo ông chủ Vương đi.
Như vậy thì hợp tác giữa anh tôi và ông chủ Vương mới vững chắc được. Chúc hai người chơi vui vẻ. Đứng lại. Quay lại đây. Cút đi. Tránh ra. Lâm Tây. Các người nói nhỏ chút, tôi còn phải nghiên cứu. Hồ ly tinh, dám cắm sừng con trai tôi không có. Anh Tư Ngôn, anh tin em, là Lâm Trạch, chị dâu, anh tôi không thể sinh con, tôi làm điều này là vì tốt cho chị, và lại, ông chủ Vương rất hài lòng với chị, đã đồng ý đầu tư cho anh tôi, 70 triệu rồi. Anh nói gì? Anh nói lại lần nữa. Sao cơ, anh cả, anh chưa nói với chị dâu những chuyện này à, im miệng. Thì ra là vậy. Thảo nào đến giờ, anh vẫn không chịu đụng đến tôi. Lâm Tư Ngôn. Anh là đồ xúc sinh. Đồ khốn nạn. Tao giết mày. Kiều Kiều. Xin lỗi. Chuyện này là tôi sai rồi. Nhưng tôi cũng sợ em không chịu nổi. Anh không xứng đáng làm đàn ông. Anh càng không xứng đáng làm chồng tôi. Thẩm Kiều Kiều. Em quên rồi. Trước đây chính em đã khóc lóc, đòi gả vào nhà họ Lâm của tôi. Giờ lại nói tôi không xứng đáng làm chồng em. Muộn rồi. Chị dâu. Chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này, có cần thiết phải làm ầm lên thế không? Anh cả của em đang trong giai đoạn thăng tiến sự nghiệp. Chị không thể thông cảm cho áp lực của anh ấy sao? Đừng làm ầm lên nữa được không? Ác quỷ. Cả gia đình các người đều là ác quỷ. Thẩm Kiều Kiều. Dù sao gia đình chúng tôi Tương Ngôn cũng chưa từng đụng vào cô. Hay là cô cứ theo ông chủ Vương đi, há chẳng phải đôi bên cùng có lợi. Đôi bên. Bà nghĩ tôi là gì vậy? Nếu cô không đồng ý thì hãy ly hôn với Tương Ngôn nhà chúng tôi. Dù sao thì Tương Ngôn của chúng tôi sau này sẽ có những ngày tháng tốt đẹp. Sau này sẽ có rất nhiều cô gái xếp hàng để theo đuổi. Không được. Tôi đã cố gắng rất lâu rồi, cứ gì phải để cho người phụ nữ khác hưởng. Các người không thấy mất mặt. Tôi sợ cái gì chứ? Tôi muốn các người sau này đối xử tốt với tôi gấp bội. Nếu sau này các người dám có nửa phần không kính trọng, tôi sẽ báo cảnh sát cảnh cáo các người. Tôi khiến gia đình Lâm các người không bao giờ yên ổn. Tôi đã nói rồi mà. Biết trước, lấy Thẩm Gia Linh là được rồi. Cô ấy dù sao cũng là đại tiểu thư của nhà Thẩm. Sau này khi tôi chết, chẳng phải tài sản đó đều là của tiểu thư lớn sao? Anh xem, bây giờ cưới đứa con riêng này, gia đình bị làm rối tung lên rồi. Đại ca, nghiên cứu của chúng ta đã bị đình trệ lâu rồi. Nếu chúng ta không thể lấy được thí nghiệm và dữ liệu của Đức Mạn, chúng ta, công ty sẽ tiêu đời. Yên tâm anh ạ, em chắc chắn sẽ giúp anh trông chừng Thẩm Kiều Kiều, không để cô ấy ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh đâu. Tại sao lại trở nên như thế này? Thẩm Gia Ninh rõ ràng trước đây rất tốt mà. Cô ấy cũng không trải qua những điều này. Thẩm Gia Ninh. Tất cả đều là lỗi của cô. Nỗi đau tôi chịu hôm nay, tôi sẽ bắt cô trả gấp vạn lần. Alo. Giúp tôi làm một việc. Các người định làm gì? Lên. Đuổi theo. Giỏi lắm Thẩm Gia Linh. Cả đêm không về còn dám không nghe điện thoại của tôi. Cậu đứng ngây ra làm gì? Cha xem cô ấy ở đâu đi.
Alo. Anh. Cô ả Thẩm Kiều Kiều này thật độc ác, tìm 4-5 người chặn Thẩm Gia Ninh. Nếu cậu cứu mỹ nhân thành công, Thẩm Gia Ninh không phải sẽ cảm kích cậu sao? Nói ít thôi, cô ấy ở đâu? Phía đông Tam Hoàn, cậu mau lên. Nhất định phải đến trước họ Cố. Cô không phải chạy giỏi lắm sao? Chạy đi. Thẩm Kiều Kiều cho cậu bao nhiêu tiền, tôi trả gấp 10 lần. Thả tôi ra. Tiền và phụ nữ tôi đều muốn. Ha ha ha. Lên cho tôi. Thả tôi ra, thả tôi ra. Thả tôi ra. Tôi xem ai dám động vào cô ấy. Tên khốn từ đâu ra thế này? Đừng có lo chuyện bao đồng. Anh có biết anh đang bắt ai không? Không muốn chết thì mau thả người ra. Tôi không quan tâm anh là ai đâu. Cút. Đi 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 đi. Tại sao không nghe điện thoại? Điện thoại của tôi hết pin rồi. Không sao là tốt rồi. May mà cô thiếu đến kịp thời. Sao cậu lại ở đây? Tôi tình cờ nghe thấy Thẩm Kiều Kiều muốn hại cô, nên nghĩ đến đây để cảnh báo. Không phải cậu với Thẩm Kiều Kiều yêu nhau thắm thiết lắm sao? Khi nào hai người cũng bắt đầu xa cách rồi? Tôi cũng mới biết gần đây mục đích thực sự của Thẩm Kiều Kiều. Hóa ra cô ấy không hề yêu tôi, cô ấy chỉ muốn chiếm đoạt mọi thứ thuộc về Gia Ninh. Gia Ninh, tôi sẽ không để cho mưu đồ của Thẩm Kiều Kiều thành công. Vợ của tôi không đến lượt anh chăm sóc. Vẫn chưa định giải thích một chút sao? Quan hệ giữa cô và Lâm Tư Ngôn là gì? Giải thích thế nào đây? Nói với anh ấy về tôi và Lâm Tư Ngôn, kiếp trước là vợ chồng. Nói đi, Thẩm Gia Ninh. Dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với anh. Nghe cho rõ đây. Em là vợ của anh. Sau này tránh xa anh ta ra. Sợ tôi chạy theo anh ta à? Là anh không chịu nổi người đàn ông khác đến gần em. Anh cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em. Thẩm Gia Ninh, anh mạnh hơn tất cả bọn họ, gấp ngàn lần, vạn lần. Em không được cắm sừng anh. Vậy thì xem anh thể hiện thế nào. Trước hết hãy giải quyết những món nợ tình cảm của anh đi. Lại đây thể hiện lòng trung thành với tôi đi. Chuyện gì? Cảnh Thành. Chúng ta có thể gặp nhau không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô. Gì cơ? Thẩm Gia Ninh đã chạy rồi. Anh thật là vô dụng. Thẩm Kiều Kiều. Cô còn lương tâm không? Nếu hôm đó Thẩm Gia Ninh không cứu tôi đã chết rồi. Cô còn dám lấy oán báo ân, muốn hại cô ấy. Đừng có mà giả vờ làm người tốt ở đây. Nếu tôi đem cả nhà các người, nếu chuyện bẩn thỉu của hàng không bị phát giác, xem ai sẽ bị mắng. Đã ghét bỏ gia đình này như vậy, thì chúng ta ly hôn đi. Anh nói gì? Tôi nói chúng ta ly hôn.
Anh có tư cách gì mà đòi ly hôn chứ? Lúc anh tay trắng, là tôi không chê anh. Tôi cho anh vay tiền để khởi nghiệp, giúp anh chăm sóc gia đình. Bây giờ nhìn anh sắp thành công rồi. Anh muốn đá tôi ra, tự hưởng vinh hoa phú quý, nói láo không có cửa. Tại sao cô lấy tôi? Cô nghĩ tôi không biết sao? Buông tôi ra, anh luôn miệng nói yêu tôi. Nhưng thực tế thì sao? Anh chỉ muốn chiếm đoạt tất cả những gì thuộc về Thẩm Gia Linh. Đáng tiếc là bộ mặt của anh còn không bằng một ngón tay của cô ấy. Cút đi. Các con đang làm gì vậy? Mẹ, con chuẩn bị ly hôn để theo đuổi Thẩm Gia Ninh. Cuộc hôn ước này vốn dĩ nên là của con với cô ấy. Hai ZZZ con trai, con sớm nên làm như vậy rồi. Mẹ ủng hộ con. Cái gì thế? Mẹ đang ép con trai mẹ làm kẻ thứ ba à? Chẳng phải cô cũng là con của kẻ thứ ba sao? Con trai tôi dựa vào năng lực của mình để theo đuổi hạnh phúc thì có gì sai chứ? Được thôi, chẳng phải là ly hôn sao? Vậy thì ly hôn đi. Cùng lắm thì mang thai con của ông chủ Vương đi làm bà Vương, bảo ông ấy rút lại 70 triệu cho các người. Ý cô là gì? Sao? Các người đã làm gì tôi? Tự quên rồi à? Ông chủ Vương đâu có con trai. Biết đâu, cậu bé béo tròn mà ông ấy ngày đêm mong nhớ bây giờ đang ở trong bụng tôi thì sao? Con à, chuyện ly hôn để sau hãy nói. Nếu cô ấy thực sự có thai thì sao? Ông chủ Vương từ trước đến nay chưa có con trai. Con nói cái sao chổi này chỉ cần sinh được con trai thì chẳng phải ông ấy sẽ đầu tư bao nhiêu tiền sao? Tôi thật sự không thể chịu đựng cô ấy thêm một ngày nào nữa. Trước tiên hãy nghĩ cách lừa lấy tiền của Thẩm Gia Ninh và tiền của cô ta vào tay. Đợi Thẩm Kiều Kiều sinh con xong, chúng ta sẽ đuổi cô ta ra ngoài. Chẳng phải chúng ta sẽ qua được khó khăn sao? Nhà họ Lâm các người làm tôi thê thảm như vậy, làm sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho các người? Thẩm Gia Ninh, Lâm Tư Ngôn, ai trong các người cũng đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Cố Cẩn Thành, đồ đàn ông tệ hại, vừa thấy bông sen trắng là mờ mắt. Lâu như thế này rồi mà còn không biết gọi điện về. Alo, Cố Cẩn Thành, khi nào anh về nhà vậy? Này An Ninh, đàn ông chó không có ai tốt cả. Sao tôi xui xẻo thế này chứ? Tôi không muốn sống nữa. Giang Tuyết, đừng khóc. Cậu đang ở đâu? Chào mừng quý khách. Chị muốn chơi gì đây? Ở đây có hết. À không không không. Hiểu lầm rồi. Tôi không tiêu xài. Tôi đến để tìm người. Chị tìm ai? Tôi dẫn chị đi. Phòng nào vậy? Thật đúng là tìm mãi không thấy. Lại đến dễ dàng không tốn công. Alo, bố à? Con thấy chị cùng người đàn ông khác tới Thiên Hải Thịnh Yến rồi. Gì cơ? Bố đến nhanh đi. Thẩm Gia Ninh lại dám sau lưng Cố Cẩn Thành làm loạn bên ngoài. Nếu bị người nhà Cố bắt được, nhà họ Thẩm chúng ta chẳng phải tiêu đời sao? Cái con đàn bà không biết xấu hổ này. Xem hôm nay tôi xử lý cô ta thế nào. A Thành, uống ly sữa đi. Chính tay tôi nấu đấy. Muốn nói gì thì nói nhanh đi. A Thành, em chỉ muốn chân thành xin lỗi anh. Cảm ơn anh lần trước đã tha thứ cho em. Em thực sự rất vui. Anh vẫn sẵn lòng gặp em. Tôi đã hoàn tất thủ tục xuất ngoại. Tháng sau,
Em hãy ngoan ngoãn đi nước ngoài dưỡng thương cho tôi. A Thành, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Ngay cả một cơ hội sửa đổi cũng không chịu cho em. Lục Khả Vân, tôi đã nói với em từ lâu. Tôi chăm sóc em chỉ vì em đã cứu tôi. Tôi không có chút tình cảm đặc biệt nào với em. Nhìn rõ đi. Tỉnh táo lại nào. Chuyện này quyết định vậy đi. A Thành, anh sao vậy A Thành? Lục Khả Vân, cô đã cho tôi uống thuốc. A Thành, qua đêm nay em sẽ là của anh. Rồi cuối cùng anh ta ly hôn với cô ấy. Tất nhiên là không ly hôn, anh ta muốn tiền của cô ấy. Không buồn cười, không buồn cười. Tiếp theo, chị, này, tôi có một câu chuyện cười. Thực ra tôi đã không có khách cả tháng rồi. Ha 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 ha. Uống rượu. Cậu cứ từ từ. Không ai trong các cậu được rời đi nhé. Tôi đi vệ sinh một lát. Này, cậu có ổn không? Yên tâm. Chị ơi, em dẫn chị đi. Giang Tuyết chia tay rồi, tốt quá. Đàn ông chẳng có ai tốt cả. Cô Thẩm, tôi không giống bọn họ đâu. Tôi sẽ đối tốt với cô. Lục Khả Vân, tránh ra cho tôi. A Thành, A Thành, em thật sự không thể sống thiếu anh, A Thành. Nhanh nhanh giữ chặt người phụ nữ điên này lại. A Thành, em sai rồi, em thật sự biết mình sai. Điều là do Lâm Tư Ngôn bảo em làm thế. A Thành, em thật sự không thể sống thiếu anh. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Không chết được đâu. Có chuyện gì thì nói đi. Thiếu gia, ngài hãy tự xem đi. Phẩm gia đình. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Buông cô ấy ra. Sao lại là anh nữa? Tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh cứ trở vào tù mọt gông đi. Được rồi, anh cứ chờ đấy. Gia Ninh, em không sao chứ? Lâm Tư Ngôn, anh theo dõi tôi. Tôi không có, tôi chỉ thấy Thẩm Kiều Kiều ở đây. Anh theo dõi tôi. Tôi không có, tôi chỉ thấy Thẩm Kiều Kiều ở đây. Tôi sợ cô ấy sẽ gây bất lợi cho cô. Phẩm Gia Ninh, tôi muốn xem thử. Khi cô mất hết danh dự trước mặt mọi người ở toàn Vân Châu, bị thất bại và mất danh dự, cô Cẩn Thành và Lâm Tư Ngôn có còn coi cô là bảo bối không? Cứu tôi với. Đừng gọi là tôi. Sao anh lại ở đây? Anh không nên ở cùng Thẩm Gia Ninh sao? Vừa rồi tôi suýt nữa thành công. Ai ngờ giữa đường lại có người xuất hiện. Cô Cẩn Thành, không nên mà. Lúc này anh ta không nên ở nhà Lục Khả Vân sao? Bây giờ cô nói phải làm sao đây? Thằng nhóc đó nói muốn báo cảnh sát. Anh thật là vô dụng.
chẳng làm được gì mà chỉ phá hoại. Anh làm cái gì mà lấy tiền của tôi? Anh không làm việc, tôi thật sự tức chết đi được. Cô chỉ biết sai khiến người khác, còn mình thì sạch sẽ tinh tương. Lão tử đang đầy lửa mà không có chỗ xả. Nếu anh dám động đến tôi dám đảm bảo khiến anh ở cả Vân Châu không có chỗ đứng. Cô còn dám đe dọa tôi? Cô đừng quên, giờ chúng ta là người trên cùng một con thuyền. Hay là em theo anh đi? Anh đảm bảo sẽ không để em thiệt thòi. Anh dám? A cứu tôi với. Gia Ninh, anh tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Gia Ninh, nếu em thật sự khó chịu, tôi có thể giúp em. Đây không có bên kia. Ở đây nhanh. Phu nhân Cố, xin hỏi bà và vị tiên sinh này có quan hệ gì? Cô Thẩm có phải đã phản bội Cố thiếu gia không? Làm gì? Có gì đáng để chụp đâu? Chưa từng thấy bạn trai bạn gái yêu nhau à? Chụp gì mà chụp? Phẩm Gia Linh, con dám làm ra chuyện không biết xấu hổ này. Lão tử ta, bố. Kiều Kiều, sao lại là con vậy? Sao lại là nhị tiểu thư nhà Thẩm? Hóa ra nhị tiểu thư nhà Thẩm ngoại tình à? Tôi không có. Không phải là tôi. Anh tin tôi đi. Là anh ta. Cô Thẩm, đừng trở mặt không nhận người chứ. Đừng quên nhé, là chính cô gọi tôi vào đây mà. Ha 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 ha. Tôi chết cho xong. Đồ vô liêm sỉ. Gia Ninh, cô đừng kích động, tôi chỉ muốn giúp cô. Buông tôi ra, Gia Ninh. Gia Ninh. Lâm Tư Ngôn, thử đụng vào cô ấy một lần nữa xem. Thiếu gia thiếu phu nhân hình như trúng thuốc rồi. Đợi tôi đi lấy thuốc. Nếu tôi nói tôi đã từng chết một lần, trước khi chết, tôi đã làm vợ của Lâm Tư Ngôn 3 năm. Anh có tin không? Tôi đã nói rồi. Chỉ cần cô giải thích, tôi sẽ tin. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Ác mộng. Tôi không muốn ở lại trong giấc mơ đó nữa. Tôi muốn ở bên anh. Bắt đầu lại. Phẩm Gia Linh, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh không muốn em hối hận. Trừ khi anh không cần em. Thật mất mặt. Nhà Thẩm của chúng ta, sao lại sinh ra loại người như con? Đây không phải hoàn toàn lỗi của Kiều Kiều, là tên lưu manh đó. Điều là do bà nuông chiều, từ nhỏ đã chiều chuộng cô ấy làm sao có nhiều ý nghĩ hại người như thế. Nếu lúc đó người tôi cưới, không phải là Lâm Tư Ngôn, mà là Cố Cẩm Thành, thì bây giờ người bị anh mắng, đó chính là Thẩm Gia Linh phải không? Ông luôn chỉ coi chúng tôi như công cụ để trao đổi lợi ích. Ông đã từng quan tâm đến chúng tôi chưa? Câm miệng, đồ súc sinh. Chúng tôi đã vất vả nuôi con khôn lớn.
con có chút lòng biết ơn nào không? Biết ơn? Tại sao tôi phải biết ơn ông? Nếu không phải vì ông ngoại tình với mẹ tôi làm sao từ nhỏ phải mang danh con riêng? Mọi nơi đều kém người khác. Kiều Kiều sao con có thể nói chuyện với bố như thế? Còn bà luôn miệng nói yêu con. Nhưng mẹ chỉ biết đưa tiền cho con. Mẹ đã từng đến nhà họ Lâm thăm con chưa? Mẹ biết con sống ở nhà họ Lâm, cuộc sống như thế nào không? Người mẹ quyến rũ hồi đó, nếu là bố của Cố Cẩn Thành, con có cần phải thế này, sống nhìn sắc mặt người khác không? Con điên rồi. Các người chỉ lo cho lợi ích của mình. Tôi muốn đánh cược cho tương lai của mình. Tôi có sai không? Dựa vào đâu mà các người chỉ trích tôi? Cút. Lập tức cút đi cho tôi. Cứ xem như tôi chưa từng sinh ra cô. Cút thì cút. Các người nghĩ tôi thèm khát cái gia đình này sao? Tôi đã chịu đủ rồi. Cô. Ừ, chính là cô ta. Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm, tối qua làm loạn ở Thiên Hải Thịnh Yến, bị phát trực tiếp toàn mạng. Loại người này sao còn mặt mũi xuất hiện chứ? Chụp cái gì mà chụp, không ai được chụp. Cẩn thận đấy, tôi cho các người sống ra ngoài, chết không về. Cô làm gì đấy? Cô muốn đánh người à? Thật là không coi ai ra gì. Mọi người mau đến xem, nhị tiểu thư nhà Thẩm, cô ấy đã ra tay đánh người rồi. Các người khốn nạn. Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng là Thẩm gia linh cô ta. Cút. Thẩm Kiều Kiều, nhìn xem cô trông như thế nào kìa. Thật là kinh tởm. Chúng ta ly hôn đi. Tôi thật sự không chịu nổi dù chỉ một ngày với bộ mặt đáng ghê tởm của cô. Lâm Tư Ngôn, anh thật sự nghĩ mình là thứ tốt đẹp gì sao? Tôi nói cho anh biết, dù tôi có ly hôn với anh cũng đừng hòng ở bên Thẩm Gia Ninh. Anh là một kẻ tối tăm vô dụng, đồ ích kỷ đê tiện. Anh không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ ai. Anh là kẻ đáng thương không thể sinh con. Anh chỉ là một đống bùn nát. Anh mãi mãi không thể thành công. Anh chỉ đáng ở trong góc tối, cố gắng sống sót. Im đi, đồ đàn bà điên. Sao vậy? Không nỡ để anh đi à? Không nỡ? Vợ không đi công tác với anh. Anh buồn. Trước khi anh chưa có vợ, chẳng phải sống cũng khá sung túc sao? Thẩm Gia Ninh, em thật làm mất vui. Được rồi, ông xã. Đừng làm loạn nữa. Hôm nay anh hẹn giáo sư Đức Mạn đến phòng thí nghiệm. Không thể đến muộn được, chẳng phải chuyến bay lúc 10 giờ sao? Nghỉ ngơi thêm chút đi. Nếu không lát nữa sẽ không có sức họp đâu. Được rồi, để Hàn Thanh đưa em. Trên đường cẩn thận nhé. Có gì cần cứ gọi điện cho anh. Được. Đi nhé. Tạm biệt. Đi thôi. Thẩm Kiều Kiều, tôi đã cảnh cáo cô. Nếu cô ngoan ngoãn ở nhà, tôi sẽ đối xử tốt với cô, nhưng cô thì sao? Cứ nhất quyết đi gây rối khắp nơi, khiến tôi bây giờ mang tiếng xấu. Phẩm Gia Linh, tôi trở thành như hôm nay đều là vì cô. Tôi muốn cô giống như tôi. Sống không bằng chết. Phẩm Gia Linh. Vợ ơi.
Thẩm Gia Ninh, đồ tiện nhân, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Thả tôi ra, thả ra. Chồng tôi là tổng tài nghìn tỷ đấy, đại gia Vân Thành, tôi xem ai dám không tôn trọng tôi, đưa kẻ điên này đi. Thả ra đến đây đấu tay đôi với tôi. Có giỏi thì đến đây. Vợ ơi, em có sao không? Em không sao. Chỉ là em cảm thấy cô ấy e rằng đã bị mất trí rồi. Yên tâm đi. Dù cô ấy có điên rồi, thì phần đời còn lại của cô ấy cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật mà hối hận. Thiếu gia, thiếu phu nhân, Lâm Tư Ngôn xảy ra chuyện rồi. Gia Linh à, cô nhất định phải cứu Tư Ngôn nhà chúng tôi nhé. Cô nói nếu như anh ấy bị làm sao thì cả gia đình chúng tôi biết làm sao đây. Gia Linh, tôi cầu xin cô. Mọi chuyện tôi đều đã nghe nói rồi. Trách nhiệm mà Thẩm Kiều Kiều phải gánh chịu, nhà họ Thẩm chúng tôi sẽ không trốn tránh. Nhưng gia đình Lâm của các người đã làm những việc với Thẩm Kiều Kiều, chúng tôi cũng tuyệt đối không tha thứ. Lâm Tây và Lâm Trạch đều là người lớn. Họ có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Họ có làm gì đâu. Phải chịu trách nhiệm gì chứ. Cô có phải là có người tố cáo nhà họ Lâm các anh liên kết với tổng giám đốc doanh nghiệp Đại Phong Vương Truyền Hùng, vi phạm ý chí phụ nữ, thực hiện giao dịch không chính đáng. Mời ba người các anh đi theo chúng tôi một chuyến. Vô lý. Chúng tôi làm sao có thể làm chuyện như vậy. Có phải các anh nhầm lẫn rồi không? Chúng tôi hoàn toàn không quen biết người nào tên là Vương Truyền Hùng. Chúng tôi đang làm việc theo quy trình. Mời các anh hợp tác và đi theo chúng tôi. Này, họ vô tội mà. Này, anh không thể dẫn họ đi được. Họ vô tội. Thẩm Kiều Kiều, cô ta thật đáng chết. Bệnh nhân bị thương rất nặng ở đầu. Sau này có tỉnh lại được hay không, chỉ có thể xem khả năng hồi phục của anh ấy thôi. Lâm Tư Ngôn, anh đúng là một kẻ hèn nhát. Dù là kiếp trước hay bây giờ, anh cũng không bao giờ có thể như một người đàn ông để đối mặt với vấn đề, luôn luôn trốn tránh, luôn luôn để người khác gánh chịu hậu quả. Kiếp trước là tôi, kiếp này là Thẩm Kiều Kiều. Chúng tôi đều đã hy sinh tất cả vì anh. Anh nợ chúng tôi, cả đời này cũng không trả nổi. Nếu anh còn là đàn ông, thì đứng lên, tự mình đối mặt với tất cả. Bác sĩ. Anh ấy bắt đầu tỉnh lại. Đây là dấu hiệu tốt. Anh ấy đã tỉnh lại. Nhưng trung khu thần kinh não của anh ấy bị tổn thương, rất có khả năng sẽ bị liệt nửa người. Xin hãy chuẩn bị tâm lý. Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. Xin lỗi. Đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa. Nếu trời đã giữ lại mạng sống này cho anh nên giữ nó. Để sám hối trước pháp luật. Thấy phu nhân tổng giám đốc còn không quỳ xuống. Tôi đang nói cô đấy. Đồ đàn bà hèn hạ. Cô đã cướp đi mọi thứ của tôi. Tao bảo mày quỳ xuống. Quỳ xuống. Mày. Mày trông rất quen. Mày là ai? Tao có biết mày không? Thẩm Kiều Kiều. Thẩm Gia Linh. Cô là Thẩm Gia Linh. Cô còn dám đến. Cô đến đây làm gì? Cô đến xem tôi cười nhạo à? Tại sao tôi không dám đến? Tôi tự hỏi dù là kiếp trước, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với cô. Ngược lại là cô luôn chìm trong đố kỵ và ảo tưởng, đánh mất chính mình. Tôi lẽ ra phải nghĩ đến điều đó sớm hơn. Cô cũng đã trở về rồi à? Đúng vậy, tôi đố kỵ với cô. Dựa vào đâu? Khi cô vừa chào đời, cô đã là tiểu thư cao quý.
còn tôi phải chịu đựng thân phận con riêng, bị người khác coi thường. Cô đã đánh cắp hạnh phúc của tôi. Cô chính là người đáng chết nhất trên thế giới này. Tại sao? Tại sao sống lại một đời? Cô vẫn may mắn như vậy. Thẩm Kiều Kiều, cuộc sống tốt đẹp là do tự mình tạo ra. Tôi sống tốt. Không phải vì tôi, lấy một người nào đó cụ thể mới có thể sống tốt. Chỉ cần tôi nỗ lực, bất kể tôi lấy ai, tôi cũng có thể làm cho anh ấy sống tốt. Cô đi chết đi, cô chết rồi tôi mới có thể có được tất cả những gì vốn thuộc về tôi. Tôi giết cô. Hôm nay là tập đoàn Cố Thị, ngày lớn ra mắt. Tổng giám đốc Cố có thể tiết lộ một chút về điểm ưu việt của SPIC này không? Về vấn đề này, trong buổi họp báo, giáo sư Đức Mạn sẽ có báo cáo chi tiết. Mọi người đợi một chút. Vừa ngày Cố đang mang thai 3 tháng. Đối với việc sắp tới, đứa con đầu lòng, có điều gì muốn nói với nó không? Tôi rất mong chờ sự ra đời của đứa trẻ này. Nó là kết tinh tình yêu của chúng tôi, cũng là tương lai của gia đình chúng tôi.